lòng ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử ở trong đạo tràng ngày hôm nay. Kỳ rồi chúng ta đã học được hai đoạn ở bản kinh Lăng Nghiêm. Đoạn thứ nhất là chỉ trái với giác tính hoặc theo trần tướng. Cái đoạn thứ hai là chỉ tính diệu minh hoặc với Như Lai Tạng. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái đoạn thứ ba là chỉ Như Lai Tạng đều phi tất cả. Chúng ta xin đọc cái phần chánh văn trước. Nhưng Như Lai Tạng bản diệu viên tâm không phải là tâm, không phải là hư không, đất nước gió lửa, không phải là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp, không phải là nhãn giới, như thế cho đến không phải là ý thức giới, không phải là vô minh, không phải là minh, là hết minh, hết vô minh, như thế cho đến không phải là khổ, tập, diệt đạo, không phải là trí, không phải là đắc, không phải là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, ba la mật. Như thế cho đến không phải là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, không phải là Đại Niết Bàn, không phải là bốn đức, thường lạc nghĩa tịnh. Vì đó đều không phải là các pháp thế và xuất thế gian. Chúng ta nghe nó giống cái gì không? Giống bài kinh Bát Nhã. Thì cố phong trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị số pháp vô nhãn giới nảy trí vô ý thức giới vân vân. Tức là đây là
một đoạn đầu, tức là đoạn trước là Đức Phật nói sắc và không nó lấn diệt nhau ở trong Như Lai Tạng Tâm. Tức là phần trước là nói về lý sắc không trong bản kinh Bát Nhã mình cũng đã nói lướt qua rồi. Bây giờ Đức Phật lại nói tiếp ở trong Như Lai Tạng Tâm không có tất cả những cái này. Tức là như trong kinh Bát Nhã nói là ở trong cái không kia, cái không tự tánh đó, cái không của Bát Nhã là không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho tới không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có hết vô minh, không có sanh già bệnh chết, không có hết sanh già bệnh chết, vân vân. Đó là cái chỗ này tương đương với cái bài kệ đầu tiên mà cư sĩ Họa Lư xuất hiện trước thính chúng, trước bốn chúng, không? Đó là khi ở đạo tràng của Ngài Lục Tổ Hoằng Nhẫn, đến lúc Ngài Lục Tổ Hoằng Nhẫn muốn tìm một người kế thừa, Lục Tổ mới nói là sanh tử là việc lớn, thì các ông phải mỗi người trình một bài kệ cho ta xem, người nào mà nói được đúng với ý tổ sư thì ta sẽ truyền y bát cho. Thì lúc đó là cả đại chúng đều hợp tác với nhau rằng mình thì là chúng cũng theo học Ngài Thần Tú lâu nay rồi, Ngài Thần Tú là giáo thọ của mình. Thật ra mình cũng không cần phải trình khuyến giải để làm gì, thôi để cho Ngài Thần Tú không trình thì nó không trình, mình trước sau cũng theo Ngài Thần Tú học đạo cho nên là khỏi cần trình. Thì đại chú không trình thì khiến dùng Ngài Thần Tú vào ngõ cụt, buộc phải trình. Lúc đó Ngài Thần Tú rất là lúng túng. Mà trong quyển Pháp Đàn Kinh diễn tả rất là hay là suốt đêm đó Ngài Thần Tú đi tới đi lui tới 13 lần, làm bài kệ xong rồi đi tới Thất Cơ Tổ rồi cái đi lui hồi hộp, không biết mà làm kệ thì có trúng hay không, không trúng thì bị vỡ bị rầy, còn trúng thì mình làm tổ mà cái tư cách của mình vậy rồi không biết xứng đáng làm tổ hay không, cứ đi tới rồi đi về đem bài kệ đi tới rồi đi về suốt 13 lần, cuối cùng quyết định viết với Hành Lang chứ không có dám trình thẳng với Ngũ Tổ. Thì Ngài viết với Hành Lang cái bài kệ là Bồ đề vốn là cây, thân là cây bồ đề, tâm là cái đài gương sáng, thường siêng năng lau chùi, đừng để dính bụi nhơ. Sáng hôm sau Ngũ Tổ đi tới chỗ đó, thì cái chỗ Hành Lang đó là Ngũ Tổ định mướn một cái thợ để vẽ cái một cái bản đồ ở trong kinh Lăng Già. Nhưng mà thấy bài kệ đó là Ngũ Tổ bắt đầu với khen bài kệ này. Và cái kiểu khen Ngũ Tổ chúng ta cũng nghe là người nào mà thuộc bài kệ này, trì tụng và tu tập đúng thì người đó không đọa vào ác đạo. Không đọa vào ác đạo thôi, chứ cái chuyện mà thành Phật, thành Tổ là Ngũ Tổ không có nói tới. Vì là trong chúng được truyền tụng nhau, học thuộc lòng hết. Thì trong đó cư sĩ Họa Lư chúng ta vẫn còn giả gạo ở dưới phía sau không biết tới cái chuyện này. Bỗng một hôm có một ông tiểu đi ngang đọc bài kệ đó, thì cư sĩ Họa Lư chúng ta thấy chưa phải, thì mới hỏi thăm. Thì chú tiểu này mới nói là ông tối ngày chỉ biết giả gạo không biết gì hết, ở trên đó là Ngài Ngũ Tổ khuyên trình kệ để truyền pháp. Thì lúc đó cư sĩ Họa Lư chúng ta mới nhờ dắt lên cái chỗ đó để đảnh lễ. Nhưng mà khi lên tới đó rồi không phải đảnh lễ, Ngài đứng đó đọc bài kệ, Ngài nói là tôi cũng có một bài kệ. Thì trong chúng bắt đầu ngạc nhiên, thấy mỗi người giả gạo mà bắt đầu có bài kệ là hơi bị giật mình đó. Thì có người xem thường, trong đó có một cái vị mà vị quan là một Phật tử mà là một vị quan rất là lớn ở cái vùng đó, gần như quan huyện vậy đó. Đại coi thường, nói ông cũng có kệ nữa sao, tức là ông là người dốt mà giả gạo lâu nay mà ông còn kệ cú gì nữa, đạo lý gì đâu mà nói. Thì Lục Tổ bắt đầu quay lại nói cái đạo vô thượng bồ đề á, thì không phân chia thứ bậc và cũng không được quyền khinh cái người chưa học.
Câu nói này làm ông kia thức tỉnh rồi, ông nói là thôi bây giờ ông đọc cho tôi giết mà nữa mà ông có ngộ đạo là ông phải độ tôi trước. Lúc đó là Tổ Anang ta mới bắt đầu nói bài kệ. Bài kệ là Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Phi Đài, Bổn Lai Vô Nhất Vật Hạ Sứ Nhá Tầng Ai. Tức là Bồ Đề nó không phải là một cái cội cây, tâm nó cũng không phải là cái đài gương sáng. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ mà lau chùi. Thì khi đó chúng nhốn nháo lên, biết rằng bài kệ này nó vượt hơn ngày thần tú à. Thì Ngũ Tổ xuất hiện sợ cư sĩ Họ Lư chúng ta bị hại, cho nên là liền dùng giày bôi bài kệ đó và nói một câu là bài kệ này vẫn chưa thấy tánh thì thôi. Thôi rồi thì chiều hôm đó Ngũ Tổ đi xuống nhà bếp thấy cư sĩ Họ Lư chúng ta vất vả giả gạo. Hồi xưa là dùng cái chài đạp nha, tức là nó có một cái cân như này, ở trước nó có một cái đầu nhọn, khi đứng lên nó nhổng lên buông ra nó rớt xuống, đứng lên nhổng buông ra nó rớt xuống thì nó giả gạo. Và lúc đó thì cư sĩ Họ Lư chúng ta nó ốm rồm, không đủ đứng lên để nhổng cái chài, buộc phải mang thêm một cục đá phía sau lưng mà phải cột bằng cái dây thừng. Cho nên mỗi lần bước lên tuột xuống thì cái dây nó cọ lên vai á. Cọ lên vai nó trầy da rồi không có thuốc sức, từ từ nó lỡ khuyết sâu vô. Mỗi ngày mỗi nhiều bốc mùi thúi, bắt đầu ruồi nó bu. Đẻ ra một số con dòi lên đó. Lục Tổ ta bước lên rớt xuống, rớt dòi lụm bỏ lên cho nó ăn tiếp. Một cái hành tung và hành đạo mà chúng ta không thể tưởng nổi trong cuộc đời này có một người thứ hai. Thì khi mà Ngũ Tổ xuống nhìn thấy đệ tử mình giả gạo vậy xót xa. Nó người hành đạo vất vả thế sao? Thì Lục Tổ, tức là cư sĩ Họ Lư lúc đó cũng chẳng có nói cái gì. Và tiếp câu thứ hai á, ngài Ngũ Tổ nói là gạo trắng chưa? Một cái câu hết sức khéo léo của thầy trò. Bên ngoài nếu người ta nghe người ta không ai biết gì, hỏi gạo trắng chưa? Thì cư sĩ Họ Lư chúng ta trả lời một câu hết sức khéo luôn, là thưa thầy, gạo trắng lâu rồi, nhưng mà chỉ còn vần sàn chút nữa là xài được á. Thầy trò nói chuyện rất là độc chiêu. Thì hiểu nhau rồi. Thì lúc đó là Ngũ Tổ mới gõ lên cái cối ba cái. Đây là cái chuyện để xuất phát cái chuyện của Ngô Thừa Ân. Ngô Thừa Ân lựa nhân cái chuyện mà của Ngũ Tổ mà gõ lên cối. Sau này Ngô Thừa Ân cũng bày đặt cái chuyện là đánh lên đầu con khỉ ba cái, tối vô phòng để truyền y bác. Thì vậy là cư sĩ Họ Lư chúng ta ngầm hiểu sư phụ kêu canh ba vô để truyền y bác, mà quả thật là như vậy. Canh ba khi cư sĩ Họ Lư vào nhà thì Ngũ Tổ bao hết y lại để bắt đầu nói lên cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì ở đây á, cái mà Lục Tổ chúng ta sau này được thành Lục Tổ, tức là sau khi mà được Ngũ Tổ đọc lại cái bài kinh Kim Cang tới cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm rồi, thì lúc đó cư sĩ Họ Lư chúng ta bắt đầu phát lên những cái nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh chưa từng sanh diệt, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Nhưng mà tại sao ở đây Như Lai Tàng Tâm lại không có cái gì? Đây là vấn đề mà chúng ta phải thấy. Trước khi nói những cái câu nào ngờ này thì cư sĩ Họ Lư chúng ta là xưa nay không một vật thì không có chỗ dính bụi nha. Thì như vậy vẫn chưa được truyền pháp. Chúng ta thấy là điều này, nếu chúng ta có học thiền thì chúng ta phải hiểu điều này mà. Và điều này ở trong bản kinh Pháp Bảo Đàn chúng tôi cũng có nói rất là nhiều, để chúng ta lại có một cái thấy nhìn á. Nếu như bây giờ mà một người học Phật ban đầu ngộ được tự tánh, thấy tự tánh nó thật sự cái phút chốc đó, cái phút giây
mà mỗi người hành giả đã tới cảnh giới tương ưng với tự tánh. Chúng tôi dùng từ vậy để cho chúng ta có một chút thông cảm, có nhiều khi mình ngộ, mình hiểu, có nhiều khi chúng ta hiểu lầm. Tức là khi mà chúng ta tu tập trình độ tâm thức chúng ta tương ưng với tự tánh rồi, thì ngay cái phút chốc đó đó, toàn bộ thân tâm của chúng ta, thân tâm và ngũ uẩn lúc này liền thành không. Tức là ở đây diễn tả về ngục lục căn, tức là sắc mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, cho tới lục thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, thì gọi là 18 giới. Ba cái này gom lại thành 18 giới, thì cái chỗ đó hoàn toàn vong bạc. Thấy vậy chứ, cái kiểu của thiền nói từ trước giờ, nói dòng do Tam Quát, nói là không tu, không chứng, không gì hết. Nhưng khi mà chúng ta, cái tình độ tu tập chúng ta phải tới cái định điểm là toàn thân tâm bị khóa chặt. Lúc đó chúng ta đang đứng đưa cái tay kiểu này là như vậy luôn, y như trời trồng. Chúng ta không có để tay xuống được, và cũng không ai có đủ khả năng đưa cái tay chúng ta xuống được nữa. Dù lúc này là có một cái xe hủ lô, nó có muốn đè cái tay này xuống cũng không đủ sức để đè. Có nghĩa là lúc đó vật chất không đủ sức để làm chuyển hóa thân tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta nhập trong cái cảnh giới đó rồi, giữa lộ ha, chúng ta đứng giữa lộ mà hàng hà sai số, xe hủ lô nó muốn nhúc nhích chúng ta một chút cũng không được nữa. Nó khủng khiếp như vậy, phút chốc đó nó xảy ra cái chuyện đó. Thật ra tất cả những người ngộ thiền mà cái phút mà gọi là ngộ á, tức là cái phút mà người ta đã nhập trong cái pháp giới tánh, phút mà tương ưng với tự tánh buổi ban đầu á, cái chuyện đó xảy ra phải xảy ra như vậy. Còn ai chưa có một lần xảy ra như vậy thì biết rằng mình chưa ngộ thiền. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã ngộ rồi. Mình hiểu cái gì thì chỉ là ý thức thôi. Ví dụ như mình đang dở chân lên vậy, cái này nó tới tương ưng cảnh giới, cái đứng vậy luôn chân, còn chân co co. Mà nếu như cái thời gian nó kéo dài 8 ngày thì mình cứ đứng đó 8 ngày, nó không giống cái bất động, y như trời trồng. Y như trời trồng mà không ai lay đổ được. Cho nên khi mà cái chuyện ở trong nhà thiền có ngài Đặng Ấn Phong á, trên đường ngài đi hành đạo thì có một lần thầy thấy hai bên đánh nhau. Thầy thấy cái thầy không muốn chứng kiến cái chuyện chết chóc á, ngài mới sử dụng thần thông bảo tố phong ba tới, bắt đầu cuốn hết mấy cái binh khí, mấy cái gươm giáo bay hết, và hai bên bắt đầu bỏ chạy, không ai giết ai nữa. Mà một vị tu sĩ mà sử dụng thần thông trước công chúng là coi như phạm giới, thì như vậy không tiếp tục hành đạo được. Thì lúc đó ngài về đạo tràng mới hỏi đệ tử của mình, hỏi từ xưa giờ chết ai chết đứng kia nó là, dạ có rồi. Chết ngồi có chưa, nó có rồi. Chết nằm cũng có rồi. Hỏi có ai có người cha nào lộn ngược chết chưa, chúng nói chưa, thôi vậy ta làm cái nữa. Bắt đầu chổng đoạn đất bật hai chân lên đi, và y áo không tụt xuống được. Và cả đại chúng hố ai mà xô ngã được, không ai làm lai động, giống nhất cứ đứng vậy hoài. Thì lúc đó có một chị gái của ngài Đặng Ấn Phong cũng đi xuất gia ở một cái miền khác, hay tin em mình chết mới đi về. Thì chính cái chị này, chị nói hồi sống á, đã làm mờ thiên hạ rồi, chết còn muốn làm loạn nữa hay sao? Lấy tay đẩy cái rớt, nói trúng mới chịu xuống chứ còn không ai mà xô ngã. Thật ra khi mà cái người thiền sư mà tới cái đỉnh điểm này á, chúng ta phải biết chúng ta có một cái phút chốc đó. Và chúng ta cũng nghe kể là trong cái thời Đức Phật, trong cái thời lịch sử của Đức Phật, có những cái đoạn mà ngài Xá Lợi Phất đang nhập định, thì con quỷ kia tên là Kita, nó giận ngài, nó lấy cái chài mà nó đập lên đầu ngài Xá Lợi Phất á, không giống nhất gì hết. Tới hồi ngài xuất định ra thì ở bên đây ngài Mục Kiền Liên thấy con quỷ đập đầu ngài Xá Lợi Phất mà không có cái gì. Thì Ngũ Cùng Liên đợi cho tới khi ngài Xá Lợi Phất xả thiền ra mới chạy qua nói sư huynh, hồi nãy con quỷ đập đầu sư huynh á, mà sư huynh có nghe gì không? Ông nói ta có nghe, ê sao này chút. Thì ngài Ngũ Cùng Liên nói mà cái sức đập của con quỷ là 8 cái núi Tu Di nó đập một cái cũng nát nữa, mà đập sư huynh không có chút kích. Điều này chúng ta thấy cái gì? Một cái năng lực vĩ đại của tự tánh, thấy thì không có gì hết á. Tức là lâu nay mình nói là cái tự tánh mình là cái tri, cái hay biết á,
nó không có là cái gì hết. Với mình nó rất là bình thường, nó không có cảm giác, nó không có cảm thọ, nó chẳng có cái gì. Thế mà khi một người tương ưng cái đó rồi là toàn vật chất biến thành kim cương, một loại kim cương bất hoại trong cái phút giây đó. Nó thể hiện cái năng lực của tự tánh. Nếu một người nhập trong pháp giới tánh đó để thể hiện trọn vẹn năng lực, nó không bao giờ hư hoại. Do đó, đó là lý do tại sao mà các vị tổ sư muốn để thân lại là để thôi. Trong hệ thống nguyên thủy thì chúng ta ít có nghe, và nếu có đi chăng nữa thì các vị sư nguyên thủy chúng ta chưa có ai để thân quá ngàn năm hết. Nhưng mà trong nhà thiền thì có. Lục Tổ Huệ Năng bây giờ cái thân vẫn còn nguyên, lông tóc vẫn mọc bình thường, không hư hoại, không có héo nữa. Cái thân không bị tớp nhỏ lại. Chúng ta thấy cái hình Lục Tổ Huệ Năng chúng ta in trên cái bìa cái quyển sách Pháp Bảo Đàn Kinh đó, chúng ta thấy điều này. Đó là năng lực thật của tự tánh. Và khi một người mà tương ứng cảnh giới đó rồi, cái phút đó nó thể hiện trọn vẹn năng lực này. Cho nên là chết bạch. Chúng ta đang như vậy, ví dụ như đang ngồi đây, mà nếu mà chúng ta tới là tự động chúng ta bị chết cứng đó, mà không ai nhúc nhích được không? Tự động chúng ta rời khỏi cái đó là tùy cái phước nghiệp của từng người á. Ví dụ có khả năng lần đầu tiên nó xảy ra với mình trong khoảng một phút thôi, thì sau một phút đó mình trở lại người bình thường. Còn cái phút đó là chúng ta chết. Mình thấy dòng tâm thức nó đang chảy ào ào ào, đang nghĩ giận người cha này, ghét người cha kia, buồn người nọ, vân vân, nó đầy óc ở trong não. Mà khi nó tới đó nó làm cái bật cái là tắt. Y như mở đài radio là tắt một cái là không còn chút âm thanh gì. Tắt đài, tắt toàn bộ tâm thức chúng ta trong phút vậy đó. Để chúng ta tương ưng với tự tánh. Nhưng mà cái khoảng này á, muốn tương ưng nó rất là khó. Mà trong bản kinh Kim Cang chúng ta giảng từ năm 96, chúng ta có nói điều này. Tức là khi mà chúng ta đã phát tâm bố thí ba la mật cách toàn triệt rồi, và chúng ta phải phát tâm cầu đạo quả vô thượng bồ đề cho đúng cái mực của nó, thì cái phút giây mà chúng ta vong bật á, phút giây mà chúng ta chết cái thân ngũ quẩn để đạt tới cảnh giới đó, thì chúng ta liền đi tới chân trời tự tánh. Còn nếu không chúng ta bị khựng lại. Tức là trong chúng ta ở đây có rất là nhiều người có những cái đoạn ở trong cuộc đời mình rớt vào cái khoảng không, nhưng rồi mình trở lại trạng thái bình thường, trở lại trạng thái phàm phu bình thường, thì đó không phải. Lần đó xảy ra là chúng ta chết, chết hẳn cái cuộc đời này. Chứ còn nếu người nào mà trong đời này chưa có một lần chết hẳn thì không hiểu nổi thiền. Đó là cái điều mà chúng ta phải nói thật với nhau như vậy. Cho nên đó là cái người mà muốn tu thiền thực sự thì gần như là bất kỳ giờ phút nào trong cuộc đời chúng ta cũng sẵn sàng chết đi cho chuyện này. Và ngày nào mình chưa chết thì mình chưa có nhận lại được cái chân mạng chân thật của chính mình, tức là không thể nhận được tự tánh. Và chúng ta vẫn tiếp tục sống bằng cái thân ngũ quẩn cũ để chúng ta bị sanh diệt, bị sanh tử luân hồi tiếp tục. Do đó mà cái người tu chúng ta phải tới cái cảnh giới này. Đây là cảnh giới diễn tả cái phút chốc mà cái người hành giả tương ưng với cảnh giới Như Lai Tạng Tâm. Thì lúc đó là mắt không còn thấy sắc nữa, lỗ tai không còn nghe âm thanh nữa, mũi không còn biết mùi vị nữa, thân chúng ta không còn có nóng có lạnh nữa, và ý không còn duyên pháp trần nữa. Lúc đó hoàn toàn vong bạc, vong bạc hết từ sắc thọ tưởng hành thức. Lúc này một phen chết ngắt luôn, cứng y như là bị đông đá, hoàn toàn không còn cử động được, y như một người mà bên ngoài người ta gọi là bị trời trồng phút giây đó, y như trời trồng đó. Rất là lạ. Thì ai tu thiền mà chưa tới cái phút này một lần trong đời thì chưa phải. Cho nên ai mà từ trước giờ cứ nghĩ mình ngộ thì phải xét lại dùm. Có một lần mà nghe bài pháp nó ngộ, nghe cái gì nó ngộ 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 á, mà chưa có lần xảy ra vậy là chưa phải. Chúng ta phải tới cảnh giới này một lần, từ đó về sau mới được gọi là kiến tánh khởi tu. Ngang đó trở về sau mới được gọi là kiến tánh khởi tu. Còn trước đó chưa được gọi là kiến tánh, hiểu thôi, hiểu được tự tánh thôi, hiểu được đạo lý thôi. Nhưng mà hiểu thì nó không phải, hiểu thì nó lại cách xa với cái sự thật này. Thật ra khi nào mà đối với chúng ta là không có còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nữa, tức là mắt tai mũi lưỡi thân không còn, phải không? Và không còn sắc thanh hương vị xúc pháp nữa, không còn nhãn giới, cho tới không còn ý thức giới nữa, tức là trong 18 giới là chúng ta hoàn toàn không còn một phen nơi chính mình, thì mới được.
Thật ra từ trước giờ chúng ta nói là cái chỗ này không, chỗ kia không, chỗ nọ không, nhưng mà đến trạng thái không thực sự chúng ta mới thông cảm được cái điều Đức Phật nói này. Còn không thì mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe, thì lúc đó không được. Và cái phút không này á, xảy ra với chính mình á, thì mình không phải nghe rẻ, ví dụ như không phải lỗ tai nghe âm thanh nữa, không phải mắt thấy hình sắc nữa, mà chúng ta có thể một lượt không sử dụng lục căn mà chúng ta biết toàn bộ pháp giới này, sắc thanh hương gì xúc pháp chúng ta nhận rõ ràng không lầm lẫn, mà không bằng lục căn. Ai có một lần chuyện này xảy ra trong đời thì biết rằng lúc này là lúc mình thấy bằng tánh chứ không thấy bằng thân căn nữa, thì chúng ta phải hiểu được tại sao chỗ này nó không có cái chuyện đó. Còn nếu không chúng ta không thông cảm, tại vì bây giờ tu Như Lai Tàng Tâm mà tới cái sắc thanh hương gì xuất pháp không có, chúng ta không tưởng được là nó gần như nó hoại đi cái lục căn của mình và lục trần nó bị bích lấp, chúng ta không có hiểu nổi điều này. Thành ra khi một người hành giả phải tới đây, cái đoạn này từ đoạn 1 tới đây Đức Phật muốn diễn tả một cảnh giới thật khi một hành giả tới. Thành ra chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm để chúng ta biết được mình tới hay chưa ở cảnh giới này. Mà nói như vậy, nếu mà chúng ta thực sự tới cảnh giới này thì chúng ta thấy rõ ràng là căn trần và thức hoàn toàn vông bạc trong một cái phút giây chúng ta tương ưng với tự tánh. Đây không nói ngộ nữa, tại vì phút này bản ngã không còn. Thật ra nói có một cái người gọi là ngộ đạo thì là sai. Không có người và không có đạo để ngộ. Người ngộ mất đi và cái đạo cũng không còn. Thì lúc đó là chỉ toàn pháp giới này bắt đầu nó lộ ra một cái toàn tri thực sự. Và cái toàn tri đó lúc này mình mới cảm nhận rằng khắp hư không này. Lúc đó không phải dùng cái từ cảm nhận thì không đúng, nhưng mà khi đó đó cái mình thực sự lộ ra. Cái mình thực sự nhận biết khắp pháp giới mười phương một lần trong phút giây đó. Đây là một điều rất là kỳ diệu của một cái con người. Đây không phải là nói tới cái chuyện theo kiểu tâm thức nữa. Tâm thức mình thì có, các nhà khoa học có phân tích thần kinh của chúng ta là theo cái kiểu mà có điều kiện, không điều kiện gì đó vân vân. Cái này nó vượt ngoài cái đó xa lắm. Không phải là cái loại thần kinh có điều kiện, không điều kiện. Nó vông bật cái thần kinh vận động theo cái chiều có điều kiện hoặc không điều kiện. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói chuyện này để mình nghe mình nhớ, và luôn nói một lần không nhớ, chúng ta nói hai lần không nhớ, chúng ta nói ba lần, và khi chúng ta nhớ được điều này rồi, khi chúng ta gặp thì nó lại nhớ lại rõ ràng. Đó là cái loại thần kinh có điều kiện, không phải cái loại này. Và đến cái loại mà chúng ta nói, chúng ta thấy, chúng ta nhận biết mà không thông qua cái học hiểu cũng không phải, không phải cái dạng thần kinh đó. Mà lúc này là thần kinh cũng bị tắc nữa. Mình tưởng tượng cái phút giây đó là tim ngừng đập, máu ngừng chảy, mà thực sự phút đó là như vậy luôn, chết hẳn. Mà có một điều kỳ lạ là cái tim chúng ta lúc đó ngừng đập, dù cho xảy ra một tuần lễ vẫn không đông máu. Đây là một điều đặc biệt, đây là một điều rất đặc biệt. Chứ nếu một người bình thường mà tim ngừng đập cái kiểu đó là một ngày một đêm đen thui, máu đông hết. Nhưng mà người này đặc biệt không đông máu. Cái loại định đặc biệt, mình dùng tất cả loại máy móc để đo nhịp tim là không thấy dao động mà vẫn còn sống. Điều này khoa học không thể hiểu nổi. Còn với người nhập định đó, là khoa học có thể đo được cái nhịp tim còn dao động thôi thớp nhẹ nhàng, và cái hơi thở nó chậm gấp một lần phần trăm bây giờ, có thể chậm hơn nữa, máy móc vẫn đo được. Theo cái kiểu mà ngồi thiền nhập định đó đó thì khoa học đo được. Nhưng cái người nhập tính là khoa học không cách nào đo được trên thân xác của họ trong phút giây đó. Đây là chuyện kỳ lạ. Cho nên khi họ chết họ để lại cái thân, khoa học cũng không biết đường để tính gờ đó luôn. Để thân mấy ngàn năm mà nó vẫn còn nguyên như vậy, khoa học cũng không giải thích được. Không giải thích được. Chuyện ngoài vật chất. Thực sự phút giây đó là phút giây mà chúng ta ra ngoài vật chất hoàn toàn. Không phải ra ngoài vật chất mà chúng ta đã ra ngoài tam giới hoàn toàn. Và sau những cái phút giây đó chúng ta sống trở lại là con người bình thường trở lại đó, thì chúng ta mới ngầm biết được tự tánh là cái gì. Chúng ta tự biết. Và tất cả những kinh điển đại thừa, tất cả những lý luận của thiền tông lúc đó là mình tự thông. Còn nếu không, không tới cảnh giới này là chúng ta không thể biết được cái gì cả. Bất quá là cũng hiểu sơ sơ, xài xài gì đó thôi. Chúng ta có tu lâu, có đôi lúc rồi chúng ta cũng nhập định, lúc mà tâm chúng ta cũng bập vọng niệm. Nhưng mà còn mình,
đa số những người đang nhập định là còn có một cái tâm trụ định, tức là còn mình tu tập và còn mình vô định, thì chút nữa mình sẽ xuất định. Không phải cái chuyện này. Một người mà tới cảnh giới này rồi, họ sẽ nhận ra được một cái điều. Một điều kế tiếp là cái thường tại định, tức là cái định thường hằng sẽ xảy ra suốt cuộc đời còn lại của người đó sau lần này, thì không cần tu tập nữa. Phải nói một cái câu khẳng khái như vậy, không cần bất kỳ công phu tu tập nào nữa, người đó vẫn ở trong cái thường tại định, không bao giờ xuất ra được. Muốn xuất xuất cũng không được luôn. Muốn rời tự tánh giờ này là hết trốn luôn. Tức là rất, đó là suốt cuộc đời còn lại chúng ta ở trong đó, không còn thứ hai, không còn lần thứ hai để tu tập nữa. Mặc dù mang hình thức tu sĩ hay là cư sĩ gì đó, hoặc là tối, mỗi tối chúng ta ngồi thiền tụng kinh rồi, nó là cái chuyện mà điều hòa thân tâm này, điều hòa thân này chơi cho vui thôi, chứ không phải ngồi để tu. Thật ra khi mà tới cảnh giới này rồi, có những người không hiểu biết tới chỗ này á, họ cho rằng kiến tánh khởi tu, nhưng mà không có khởi gì hết. Tới ngàn đó thì phải dùng một cái từ cho nó đúng nhất là đốn ngộ, đốn tu và đốn chứng. Ngày đó là ngộ tu chứng, nó ngay phút đó vậy đó. Và mình mới hiểu được cái cảnh giới của chư Phật, chư Đại Bồ Tát mười phương như thế nào, các ngài nhập định xuất định ra làm sao. Như những trí tuệ đó thì trong phút giây này nó không có đủ rồi, chưa tới. Nó phải có một cái đoạn nữa, đoạn nữa là tự mình, chúng tôi diễn tả giống như một người mà mới vừa ngủ thức dậy, thì cái hơi ngủ nó vẫn còn, gọi là cái vẫn còn say ke, vẫn còn ngày ngật, chưa có tỉnh hẳn, nhưng mà đã thức rồi. Cho nên tự động người đó sẽ tỉnh thêm chút nữa, tỉnh thêm chút nữa, tỉnh thêm chút nữa, để trở thành người hoàn toàn tỉnh. Thì những cái cảnh giới đó nó tương ưng với cảnh giới của chư Phật thực sự. Và khi chúng ta tỉnh một cách toàn triệt rồi á, thì mọi cái của chư Phật, chư Bồ Tát có là mình có được. Chứ không phải tu thêm, không phải ngồi thiền để nhập định nữa. Và cái chuyện ngồi thiền nhập định là lúc đó người ta không cần làm nữa, không cần thiết để làm nữa, dư thừa, không có tác dụng gì đó cái chuyện này hết. Lúc đó cái định kia thấy có một xíu xíu à, cái chuyện chơi của tâm thức, cái trò đùa của tâm thức thôi, chứ không tới đâu hết. Thì người được như vậy thì mới có thể thông cảm được cái chỗ này. Chứ còn nếu không, tại sao mà từ trước giờ Đức Phật lý luận đầy đủ tất cả những cách tu tập, rồi bây giờ Đức Phật nói là cái trong cái Như Lai tàng tâm này nó không có gì hết á, lục căn lục trần lục thức mất tiêu, mà mất thiệt. Ai không mất một lần thì không hiểu, không thông cảm cái điều này. Cho nên chúng ta phải một lần mất đi. Và lúc đó nó không có, không phải cái Như Lai tàng tâm, nó không có sắc thinh hương vị chân pháp, không có nhãn giới, cho tới không có ý thức giới rồi. Đồng thời không phải là vô minh, không phải là minh, không phải vô minh, rồi không có hết minh, cũng không có cái hết vô minh. Như thế cho đến không có trí, không có khổ, không có tập diệt đạo, không có trí và cũng không có đắc luôn. Đây là nguyên văn của bài kinh Bát Nhã. Nguyên văn. Tức là nếu mà chỗ này chúng ta còn có minh và vô minh thì lúc đó là chúng ta chưa chết hẳn. Chưa chết hẳn. Làm sao mà chúng ta tới một cái cảnh giới gần như là toàn triệt, không còn hai nữa, thì không có cái sáng và không có cái tối, không có cái vô minh và không có cái hết vô minh. Chỗ trong Như Lai tàng tâm không nói chuyện này, nhưng mà vì á, phương tiện Đức Phật phải dùng có cái giác và cái mê, cái ngộ và cái không ngộ, cho nên có cái vô minh và có cái hết vô minh trong cái lý luận thường tình. Chúng ta phải nói như vậy trên căn bản của Phật Pháp. Vì chúng sanh còn lầm mê, còn phân biệt, còn so sánh, cho nên Đức Phật tạm dùng có cái vô minh, tạm dùng có cái minh, là để so sánh, để đáp ứng lại cái nhu cầu tâm thức của chúng sanh mà thôi. Chứ chỗ này không có minh và vô minh nữa, nó chỉ là như vậy. Khi cảnh giới này nó hiện ra, khi Như Lai tàng tâm này nó hiện ra, thì nó chỉ thuần là cái rõ đó thôi, chứ không thêm không bớt gì hết. Nó
không thêm không bớt. Và chúng ta mới nhận ra được một cái điều kỳ lạ là từ xưa giờ nó đã vậy luôn, và về sau chúng ta cũng không thay đổi thêm được cái gì, không có ra được, không có thêm được, không có bớt được, không có làm gì để có thể thay đổi được một tí xíu ở trong đó. Cái mà không thể thay đổi được với thời gian không gian, và không ai có đủ cái năng lực có thể thay đổi. Muốn lúc đó chúng ta muốn thêm một chút cũng không được, mà muốn bớt một chút cũng không được, không có tăng, không có giảm, không thêm, không bớt, là không hề dao động. Thì đó là cái tịch lặng thường hằng của mình. Và khi chúng ta nhận hiểu được điều này, chúng ta mới biết ra à, cái tịch lặng thường hằng là cái gì. Chứ còn từ trước đến giờ là chúng ta chỉ hiểu thôi. Và cái hiểu đó nó chỉ là cái gặm nhấm của ý thức, chứ không phải là cái thấy thật. Đến chỗ này chúng ta mới thông cảm thật. Thật ra chúng ta tu thiền mà chưa thực sự tới đây, chúng ta tu đạo Phật mà chưa thực sự tới đây, thì biết rằng chúng ta không có cơ hội để ra khỏi cái tam giới này. Đừng ai có thể lý luận cái điều gì khác. Đây là những bản kinh mà chúng ta thấy rất là gốc gác để cân đo được là chúng ta có ra khỏi tam giới này hay chưa. Nếu một phen mà chúng ta không sạch những cái điều này là chắc chắn rằng tam giới này vẫn còn cho mình đi tiếp không biết bao nhiêu ngàn tỷ kiếp nữa. Chứ đừng có nghĩ rằng là chúng ta tu pháp nào được ông nào rước chúng ta đi khỏi tam giới là tôi xin thưa không thể có. Không ai có đủ sức đem chúng ta ra ngoài tam giới khi chúng ta chưa tới cảnh giới này. Cho nên những lý luận khác là một cái loại phương tiện ẩn dụ buộc chúng ta phải hiểu một cái điều khác, chứ không thể y kinh diễn nghĩa được. Cho nên kinh điển Đại Thừa là một loại huyền, tức là những cái lời lẽ, những cái lý luận trong kinh điển Đại Thừa không phải là loại thật. Thật ví dụ như một với một là hai, đúng không? Cái kinh mà nói về thật á, là thế gian này là khổ, và cái nguyên nhân của khổ là cái gì, đó là thật. Nhưng mà nói huyền, nói cái niết bàn, nói tới cái tự tánh vân vân, nói tới cái cảnh giới chư Phật này, cảnh giới chư Phật kia trong hệ thống kinh điển Đại Thừa là cảnh giới huyền. Tức là nó không phải là cái thật theo cái hiểu của tâm thức mình nữa, mà cái cảnh giới của tự tánh được dựng lập ra theo một cái ngôn từ nào đó. Đó là cảnh giới của tự tâm, cảnh giới tự tánh, chứ không còn nói tới cái chuyện bình thường. Nó cho nên là chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa mà nếu chúng ta hiểu đúng theo kinh điển là chúng ta đã hiểu lầm. Vậy là chỗ này cái khổ tập diệt đạo cũng không có, tức là tứ đế hoàn toàn cũng không có luôn. Đến cảnh giới Như Lai Tạng Tâm lúc này là cái chuyện sanh tử luân hồi bình thường không có, mình không nói rồi, đúng không? Cái chuyện khổ tập không có cũng được đi, nhưng mà cái niết bàn lại tại sao không có nữa? Tại sao? Thì nếu mà còn sanh tử thì chúng ta thấy còn niết bàn, đúng không? Nếu chúng tâm thức chúng ta mà còn ở tầng sanh tử thì chúng ta thấy niết bàn là yên tịnh, sanh tử là khổ đau. Tức là chúng ta còn hai bên, từ phút giây này sanh tử cũng hoàn toàn vong bạc, cho niết bàn không cần phải bàn luận. Không cần phải bàn luận nữa. Tức là lúc này không còn hai được. Cái người này mà còn hai tức là chưa tới. Chưa tới. Cho nên lúc này không có còn hai nữa, không có còn khác hơn được ngoài cái rõ đó. Hiện tiền cái đó. Ngoài cái toàn tri nó không có khác khác được. Toàn pháp giới này lúc này trở thành cái toàn tri rực rỡ, mênh mông thanh tịnh trùng khắp, chứ không có cái khác. Thật ra là ngay cả tứ đế lúc đó cũng hoàn toàn không có, và không có chứng cũng như không có đắc. Điều này rất là dễ hiểu, đúng không? Nếu mình thấy có mình cho nên mình được cái gì đó, nhưng mà khi mình không có rồi thì ai được? Hay được, cho nên là không có cái chuyện được, không có cái chuyện đắc, không có chuyện chứng ở đây, vì lúc đó không có còn mình nữa. Lúc này không có còn mình, đạt tới cảnh giới hoàn toàn vong bạch cái ngã chấp. Cho nên một người tu thiền chúng ta không có tới đây không được, người tu Phật không tới đây là không được. Vì vậy mà một ngày nào đó nếu một người tu nói là tôi được cái này, tôi tu được cái kia, tôi nhập định được cái nọ, tôi thấy Phật này ra nói chuyện với tôi mấy câu và Phật kia tới dạy tôi mấy điều, vân vân, tất cả những cái cảnh giới đó là những cái cảnh giới biến hiện của tâm thức. Nếu chúng ta lầm, chúng ta chấp và chúng ta thành bệnh, thì đoạn sau nó trở thành ngũ ấm ma ở cái khúc sau á. Khi mà cái phần đốn ngộ này mà chúng ta không xong à, thì sau đó chúng ta bắt đầu tiệm tu á. Tiệm tu thì chúng ta bắt đầu phá từng
quẩn một, ví dụ người ta sắc quẩn, trong sắc quẩn nó sẽ biến hiện 10 cảnh giới đó. 10 cảnh giới đó chúng ta không lầm thì nó qua luôn, còn lầm thì trở thành cảnh giới ma. Thì phần sau chúng ta sẽ học tới cái đoạn này. Thì đến cái đoạn không phải là bố thí, không phải là trì giới, không phải tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ và ba la mật, tức là lục độ cũng không phải là Như Lai Tàng Tâm. Như Lai Tàng Tâm không phải là lục độ nữa. Và như thế cho đến không phải là Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, không phải là Đại Niết Bàn, không phải là Bốn Đức Thường Lạc Ngã Tịnh nữa. Và cái này mới là ghê. Không phải là Như Lai. Như Lai là cái từ ngữ dùng để muốn nói cái chỗ như như bất động, không sanh không diệt mà thôi. Nhưng mà tới chỗ đó là không còn ngôn ngữ để diễn bày, cho nên nó không có thành Như Lai, nó chỉ là như vậy, không tên không tuổi. Chứ nếu mà Như Lai cũng là một cái tên, phải không? Nếu nói là Niết Bàn cũng là cái tên, vân vân. Thì trong Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn là 10 hiệu của Đức Phật. Nhưng trong Như Lai Tàng Tâm cũng không phải là 10 hiệu này. Không phải. Đây là cái chiều mà gọi là cái gì? Phi, tức là ly tất cả, không phải là tất cả. Cho nên đó là Như Lai cũng không phải Ứng Cúng, không phải Chánh Biến Tri vân vân, và không phải là Đại Niết Bàn, cũng không phải là Thường Lạc Ngã Tịnh nữa. Nhưng mà nếu mà ở đây mà chúng ta bác hẳn cái Thường Lạc Ngã Tịnh, tức là chúng ta bác cái gì? Chúng ta bác cái hệ thống kinh điển Đại Thừa. Đại thống kinh điển Đại Thừa nguyên thủy là vô thường, khổ và vô ngã, gọi là Tam Pháp Ấn. Hoặc là Tứ Pháp Ấn là vô thường, khổ, không, vô ngã, gọi là Tứ Pháp Ấn của hệ thống kinh nguyên thủy. Bây giờ chúng ta đọc hệ thống kinh nguyên thủy là chúng ta phải thấy bốn điều này. Còn nếu mà đọc hệ thống kinh nguyên thủy mà bác bỏ bốn điều này, hoặc là không có bốn điều này, thì không phải là pháp ấn của chư Phật. Còn kinh điển Đại Thừa gọi là Tứ Đức là Thường Lạc Ngã Tịnh này cũng là pháp ấn của hệ thống kinh điển Đại Thừa. Nếu mà chúng ta học, chúng ta đọc ở đâu trong kinh điển Đại Thừa mà bác bỏ bốn điều này thì cái đó nó không phải là kinh điển Đại Thừa nữa. Nhưng mà ở đây lại nói là không có những cái đó luôn thì có phải là bác không? Tí nữa chúng ta sẽ hiểu trở lại. Thực sự nói không có Thường Lạc Ngã Tịnh cũng, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là Thường Lạc Ngã Tịnh không phải luôn, là chúng ta đã hiểu lầm. Nói ở cái chỗ cảnh giới này là tí nữa chúng ta sẽ nói câu kết. Vì điều đó không phải là các pháp thế gian và xuất thế gian. Nói câu kết này thì nó bị hơi nhẹ đòn. Tất cả những cái pháp mà sắc thinh hương vị xúc pháp, nhãn giới cho tới ý thức giới, từ vô minh và không có vô minh, rồi khổ tập diệt đạo là tứ đế, hoặc là Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri vân vân, hoặc là Thường Lạc Nghĩa Tịnh, đó là pháp xuất thế. Để đối trị với thế gian, tất cả những cái từ ngữ được nói ra ở đây là Niết Bàn, là Như Lai, là tự tánh, là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, đó là pháp xuất thế, nó đối trị cái pháp thế gian. Còn ở đây Như Lai Tàng Tâm không phải là xuất thế và cũng không phải là thế gian, hoàn toàn không phải những điều này. Thì một phen chúng ta tu tập á, thì thường mọi người đều nói là mình tu, mình giải thoát để mình qua bến bờ bên kia, đúng không? Thế là bờ bên đây là bờ sanh tử, khổ đau, trầm luân, vân vân. Cho nên chúng ta cảm nghe nó khó ở đây quá, chúng ta không muốn tiếp tục ở đây nữa, cho nên chúng ta phải tu tập để chúng ta qua bờ bên kia, tức là bờ giác ngộ, bờ bình an, bờ an lạc, vân vân. Thì với một cái đầu bình thường nghe những điều này thì cho thấy sao? Rõ ràng là có bờ bên đây là mê, bờ bên đây là ngộ, có hai bờ của một dòng sông tâm thức. Nhưng mà một điều kỳ lạ là khi chúng ta tới chỗ này thì không có bờ. Một người một phen tới chỗ này rồi nó sẽ không còn sanh tử và không có Niết Bàn. Cái người mà đang học đạo thì nghe có sanh tử, nghe có Niết Bàn, và chúng ta cố tình tu để vượt qua sanh tử mà chúng ta tới Niết Bàn. Nhưng mà thực sự con người tới đây rồi á mà thấy có Niết Bàn để an trụ là chúng ta chưa đúng. Hoàn toàn không có cái chuyện này.
Nhưng mà nếu dùng từ Niết Bàn thì nó lại là Niết Bàn. Dùng từ Như Lai thì nó liền thành Như Lai. Dùng từ Tự Tánh thì nó thành Tự Tánh. Dùng từ Như Lai Pháp Tạng thì nó thành cái Pháp Tạng toàn chân của mình. Và lúc này muốn nói ngôn từ gì cũng được về điều này hết. Cái phút này nó không có là cái gì, nhưng mà nó là tất cả mọi cái. Nó sẽ trở thành khổ tập diệt đạo, nó sẽ trở thành sắc thanh hương vị xúc pháp, nó trở thành tất cả những điều trong tam giới này. Cho nên cư sĩ họ Lư chúng ta nào ngờ tự tánh chúng ta là sao? Vốn tự đầy đủ, không thiếu thốn. Ở đây gọi là chân không mà diệu hữu. Tất cả những cái có của trần gian này, thì bây giờ cái có trần gian này trở lại với một hành giả đó khác màu, khác mùi, khác vẫn là vị trí đó, nhưng mà con cá nó đã quá rồng rồi. Cho nên cái thấy nhìn về cái khổ của cái người mà ngộ á, tới cảnh giới này mà sống trở lại á, dùng từ đó cho nó chính xác, tức là khi một phen đã chết rồi, bây giờ chúng ta sống trở lại, chúng ta vẫn mang cái thân này không khác cái thân cũ, nhưng mà nó hoàn toàn biến đổi. Vẫn là cái thân 50kg nhưng mà biến đổi rồi, nó có một cái gì thông lạ lắm. Vẫn còn cái tâm đó, vẫn còn mắt tai mũi lưỡi đó, nhưng mà cái thấy của người ta về cuộc đời khác hẳn với người thường. Nhưng mà không phải là bất bình thường. Không phải bất bình thường. Người này sẽ thấy một điều rất sâu sắc của cuộc đời này. Khi mắt họ nhìn một người á, họ thấu rõ thiện ác người đó trong tất cả những tình huống. Lúc này cặp mắt họ hơn là một cái loại máy siêu âm, loại mà cực tốt không? Tương đương cái máy mà cộng hưởng từ để soi thấu toàn thân ở mình cũng không bằng cái máy này. Máy này nó thấu tới tâm, còn cái máy cộng hưởng từ cũng học nó thấu thân thôi, thấy cái thân nào nằm đâu, đâu bệnh này dư ít gì thôi. Còn cái cộng hưởng từ thấy luôn tới tâm luôn. Cho nên đó là sau cái lần chết đi sống lại của một hành giả tu tập của đầu thiền, thì lúc đó mắt của họ là cái cặp mắt mà giống như kinh Pháp Hoa diễn tả rồi đó. Cái lông trắng giữa chân mày phóng một luồng hồ quang là trên sao thấu tới trời hữu đảnh, dưới thấu tới địa ngục A Tỳ. Và cái đoạn này Ngô Thừa Ân cũng diễn tả là sao? Sau khi con khỉ mà nó lật được Ngũ Hành Sơn rồi, thì con khỉ được Ngô Thừa Ân nâng lên một cái tên khác, tức là trước đó là Tôn Ngộ Không, lúc này trở thành Tôn Hành Giả. Một người hành giả thì người đó thấy cái gì? Thấy cái chỗ cực thiện nơi tâm là tới cõi trời vô sắc, thấy cái chỗ cực ác ở nơi tâm là địa ngục A Tỳ. Tức là ánh sáng có thể soi tới này, ánh sáng mặt trời thì không tới chỗ này đâu, chỉ có ánh sáng trí tuệ mới tới chỗ này thôi. Thì như vậy là Ngô Thừa Ân diễn tả trên đường đi hành đạo của thầy trò Tam Tạng, thì con quỷ nó hiện cái kiểu nào Tề Thiên cũng thấy hết, hiện Phật đi nữa Tề Thiên cũng đập nát đầu ông Phật đó. Vì nó là quỷ hiện chứ không phải là Phật thiệt. Nhưng mà Tam Tạng thì bị rầy riết, hiện ra Bồ Tát Tề Thiên cũng đập, hiện ra thường dân Tề Thiên cũng đập. Mà một cái điều mà Tề Thiên đánh đó, không phải đánh chết một con quỷ, không phải đánh chết một con yêu bình thường, mà là gì nữa? Phá luôn cái động của nó nữa. Thì có những người đặt câu hỏi đó, là cái thằng cha viết cái quyển này nghĩ là thằng cha là đạo Phật, tại diễn tả kiểu đi thỉnh kinh người đạo Phật mà ác ôn đến cái độ mà giết người mà còn đốt nhà nữa. Ác gì mà ác dữ. Tôi nói không ác như vậy không có thành Phật được. Ông kia cũng trợn mắt lên. Thế thì có một lần ra Hà Nội gặp một cái vị này cũng tương đối, phải nói là vị này là một cái nhà nghiên cứu, nhà trí thức. Khi ngồi lại nói chuyện Tề Thiên nghe, tại vì vô sân vườn ổng tôi thấy ổng dựng trượng Tề Thiên Tam Tạng rồi luôn, mình bắt đầu mình xách ra mình nói, thì ổng mới đặt câu hỏi đó. Khi tôi trả lời ổng sửng sốt khoảng 5 phút, ngồi nín luôn, không có nói với tôi câu nào khoảng 5 phút luôn. Ông nói chắc tôi nói bậy vậy lắm rồi. Tôi cũng ngồi tôi nhìn ổng tôi cười hồi. Một nhà thơ tương đối nổi tiếng, trong mấy cái chùa hay treo những câu là cái gì đó, khi mê á, thấy tiền chỉ là tiền, khi ngộ là thấy tiền, trong tiền có tâm rồi đó. Những câu thơ mà các chùa hay treo là cái ông này. Tôi nói là nếu như mình nghĩ theo cái kiểu của thế gian, tức là giết người mà đốt nhà thì thật sự là ác á.
Nhưng mà cái bản Tề Thiên đó không phải là một bản truyện bình thường. Nó không phải là một bản truyện tiểu thuyết, mà nó là một bản kinh. Theo cái nhìn của tôi, nó là một bản kinh diễn tả toàn bộ công phu tu hành của một hành giả. Đó là những cái cảnh giới chuyển hóa của nội tâm. Ví dụ như bây giờ một cái sự biến hiện của một cái nước người nữ, thầy trò tâm tạng tới đó uống nước cũng bụng bự luôn. Như vậy là cái người nữ là cái người mà luôn tích chứa, luôn dính mắc. Cho nên tới cõi giới người nữ là không có làm gì thoát ra được, phải dính rồi phải sanh sứa thêm, chứ không bao giờ một mình mà tới cõi giới người nữ mà đi. Cái cảnh giới mà dính mắc tức là gặp mình rồi là nó sẽ chứa một cái gì đó để mình tiếp tục, mình có được chuyện thứ hai, tiếp tục sẽ có chuyện thứ ba, tiếp tục có chuyện thứ tư. Ít khi nào mà chúng ta nói chuyện xong rồi ngang đó cắt hết, không có chuyện gì hết đó. Không, bây giờ ngồi lại nhìn lại coi chúng ta nói chuyện với người kia rồi mình hết liền không? Không hết. Cái chuyện hồi cái mình vừa nói chuyện này cái mình bắt qua chuyện kia, này nói chuyện kia mình bắt qua chuyện nọ, từ bà một lên tới thành bà tám. Đó là cảnh giới của người nữ. Cho nên thầy trò tâm tạng tới đây mà ăn mà uống mà ngủ ở đây là đương nhiên nó bụng phải bự. Không có chạy đường trời nào mà thoát, phải tiếp tục phải sanh sứa trong cái cảnh giới đó. Như vậy là khi mà Tề Thiên nó phát hiện ra được điều này rồi là sao? Không để yên, phải đập cho banh tành. Tức là cái gốc mà nhiễm ái và chấp trước của con người ta, nếu mà không phá tận gốc của nó thì mình gặp chuyện khác mà dính mắc nữa. Gặp chuyện dính mắc nữa nó như trời bắt giới lú lú ra nó bị liền. Bị dính liền. Đó thì như vậy là trời bắt giới tức là mắt tai mũi lưỡi thân của mình, tức là tiền ngũ thức của mình, đúng không? Bây giờ là tiền ngũ thức thấy đâu dính đó, nghe đâu dính đó, ngửi đâu dính đó, nếm đâu dính đó, đụng đâu dính đó. Thì nó đi đâu tôi bắt giới cũng bị dính, bị kẹt hết. Chỉ có cái thức của mình. Mà khi cái thức này nó đã nhận, nó đã phá vỡ được ngũ hành sơn rồi, thì nó đủ cái tuệ để có thể nó nhận chân được cái chân và cái ngụy, cái tà và cái chánh, cái đúng và cái sai. Chứ không có cái thức là không ai có đủ sức nhận ra. Cái Như Lai Tạng nó là một cái gì đó, nó yên lặng, nó không có đủ sức để thấu hiểu điều này. Thì vậy là sau một phen mà lật ngũ hành sơn rồi thì cái tuệ giác bắt đầu nó hiển lộ ra, rồi nó sôi thấu được tất cả những cái rút mắt trong tâm thức của một hành giả đó trong quãng đời còn lại của mình. Là mỗi một cái lần nó nhìn thấy một cái sự vướng mắc nơi tâm, tức là một cái lần biến hiện một cảnh giới ma trên đường đi thỉnh kinh của thầy trò tâm tạng. Cho nên biến hiện một cảnh giới xấu của tự tâm thì buộc phải làm sao giết nó và không cho còn nó mầm móng nhỏ xíu mọc trở lại. Nếu mà không giết tận ổ của nó, không đốt hang, không đốt nhà nó, thì quỷ con vẫn còn tiếp tục sanh ra, yêu tinh vẫn còn tiếp tục sanh ra nữa, và vẫn còn tiếp tục phấy phá tâm thức của mình nữa. Cho nên diệt là phải diệt tận gốc. Vậy mà tất cả những cái yêu ma quỷ quái trên đường đi thỉnh kinh mà gặp Tề Thiên người là đánh thì phải đánh cho nát xác, phải không? Đốt và đốt cháy nhà, cháy cửa, đốt động, không còn chỗ để mà dung thân nữa. Đó là một sự quyết liệt của một người tu. Chứ thật sự thì bây giờ cái người tu mà chưa tới cảnh giới này chưa đủ cái quyết tâm này đâu. Phải nói thật, bây giờ nè, có những cái vị mà xuất gia tu hành, mình dùng cái từ là cắt ái từ sở thân xuất gia hoằng thánh đạo, thấy chưa? Nhưng mà ái cắt nổi không? Đâu cắt nổi đâu, cắt không có nổi. Tức là mình chưa có dám đập nát thân và chưa dám đốt nhà. Chứ nếu mà đập nát cái con ma ái và đốt luôn cái nhà để sanh ra con ma ái, cái chỗ trú ngụ của con ma ái này, thì bây giờ mình không bao giờ ái nhiễm bất kỳ một cái điều gì nó trần gian này được nữa. Nhưng mà mình đâu có đốt nổi rồi, đốt không nổi, không có mạnh dạng nổi như Tề Thiên. Thì đó là một cách diễn tả một cái công phu tu hành mãnh liệt của một cái hành giả tu tập. Thì chúng ta phải hiểu tới cái điều này. Nó cho nên là cái chỗ này Đức Phật muốn diễn tả tới cái cảnh giới cao của Như Lai Tàng Tâm, muốn nói tới cái cảnh giới thật của Như Lai Tàng Tâm là chỗ đó hoàn toàn không có pháp giới luôn nữa, không có ngôn ngữ, không có danh tự, không có đầu, không có đuôi, không có trước, không có sau. Và sau này cũng trong cái thời giáo hóa của Ngài Lục Tổ Hoằng Năng, Ngài có nói một cái điều về cái chuyện này, đúng không?
Tự tại bên năng nói là ta có một cái vật, nó không có đầu, không có đuôi, không trước, không sau, không trong, không ngoài, không xanh, không đỏ. Lúc đó thần hội đứng ra đánh lễ: dạ thưa sư phụ, cái đó là Như Lai, đó là tự tánh của con. Bị ngài Luân Tổ vỡ liền, ta đã nói với ngươi là không đầu, không đuôi, không trước, không sau, không danh, không tự, mà ngươi nói là Như Lai tự tánh, tức là ngươi lấy tranh che đầu của mình, rớt vào cái hàng tri giải, tri thức. Thật ra khi mà một phen chúng ta thoát ngoài tri thức một lần, thoát ngoài tri giải một lần, thoát ngoài tri kiến một lần, thì chúng ta sẽ tới cái cảnh giới này. Tới cảnh giới này thì hoàn toàn không có cái sự hiểu biết của đời thường của mình, không còn sống được. Chúng ta phải chết hết cái phàm tâm một lượt, phàm tâm phải chết hết, tức là pháp trần, cái trần gian này phải hết một lần cho chính mình, thì mới hy vọng là chúng ta thông cảm. Cho nên bây giờ mà mình học đạo, mình cứ thấy nó, mình cũng hiểu mà không biết sao mình sống được. Có nhiều người học đạo nói nghe thương đó, tôi thầy mấy cái chuyện đó con hiểu hết mà không biết sao con sống được, gặp chuyện con cũng phiền muộn, gặp chuyện khổ đau. Có những cái chuyện đó mình hiểu đạo mình thấy mình ngon lành lắm rồi nha, sống tự do tự tại vài tháng nó không có chuyện gì sốc, cái mình thấy sao mình tự tại ghê á, mình đi ra chợ mình thấy cũng đâu dính mắt đâu. Rồi gặp những người thân ngày xưa cái mà tự nhiên mình cũng thấy mình cũng lạnh lùng được với họ, chứ nó chưa đủ cái duyên á, chưa đủ duyên mà chúng ta gặp tới cái ổ của dính mắt. Gặp cái ổ dính mắt rồi là mình gỡ không ra. Chứ mình đừng có nghĩ là mình hay, nhưng mà nhiều người tự tại nó cũng khoe là tôi thiệt thệ bây giờ đối với việc ái là tôi không còn gì hết á. Tôi nói chưa chết thì đừng có nói câu này sớm. Chết đi rồi nói câu này, chứ mà chưa chết thì đừng có nói. Bất kỳ mỗi người nam người nữ nào chỉ cần chơi chung với nhau một ngày hai ngày thôi là không thoát khỏi cái ái. Đó là một cái sự thật. Nhưng chúng ta phải thấy trần gian này, cái đó là cái dễ dính dễ nhiễm nhất. Mà người không có một lần chết đi sống lại là không ai dám ký giấy là người này thoát. Tôi dám bảo đảm Phật cũng không dám tin người này. Cho nên Đức Phật nói là muốn đừng có nên tin tâm người, chỉ trừ trường hợp là người chứng quả A-la-hán. Nhưng mà riêng cái nhà thiền á, không có thể tin được nếu người đó chưa có một lần chết đi sống lại. Tại vì khi người này đã chết một lần á, thì cái thân họ không phải còn là thân phàm nữa, cái tâm không còn là tâm phàm, không còn chỗ để người này dính lại, cho nên không dính ái được, không nhiễm được, không nhiễm trần gian này lại được. Còn nếu mà chúng ta chưa chết là chúng ta chưa thoát khỏi cái thân phàm, đừng có nói cái giọng ông trời, không ai ông trời hết, không ai giỏi hết, ông trời vẫn còn phải dính. Chừng nào mà ra khỏi ngoài cái cõi giới trời luôn, ngoài tam giới luôn thì nó không dính. Thật ra cái người mà tu tập á, chúng ta muốn được an toàn thì nên tới đây dùng. Tới đây rồi là một cái cảnh giới phải nói là vô trùng tuyệt đối luôn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cái cuộc đời còn lại của mình, mà không phải đời này, mà những đời kiếp sau chúng ta không thể nhiễm lại được nữa. Tức là một lần chúng ta bước ra ngoài tam giới rồi là tự tại ngoài tam giới. Cho nên chúng tôi rất là thích cái bài kệ của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Coi bài kệ rất là hay, cái bài gọi là bài phóng cuồng ca, tức là bài thơ điên. Ông nói là trời đất liếc trong trừ mây thênh thang, chống gậy cho rong trừ phương ngoại phương, hoặc cao cao trừ mây đỉnh núi, hoặc sâu sâu trừ nước trùng dương. Tức là ông nói khi mà cái trời đất mà nó trong á, trời đất liếc trong trừ mây thênh thang, mây thì không thể thênh thang, mây thì từng cụm rồi, nhưng mà khi chúng ta nhìn lên bầu trời chúng ta thấy gì? Trời trong xanh đó, mình nói là trời nay nó hiện nguyên cái màu mây màu xanh, chứ thực sự mây thì không có cái màu xanh đó, mà cái lúc không mây nó mới lộ cái màu xanh thâm thẳm kia. Ra dùng trời trong thức mà nó không có còn á, gọi là trời đất liếc trong trừ mây thênh thang á. Khi mà cái trời nó hết tất cả những cái gợn mây rồi thì nó mênh mông, không có cái gì ngăn cái tầm nhìn của mình, nó thênh thang, nó phủ khắp. Thì khi dùng trời tâm thức của chúng ta mà nó trong á, tức là nó sạch những cái gợn mây tình của mình, thì nó cũng thênh thang khắp pháp giới này. Một cảnh diễn tả về cái Như Lai Tạng này, tức là khi tới đây là không có nhãn giới, cho tới không có ý thức giới đó, tức là những cái gợn mây tình này hoàn toàn tan biến, thì nó thênh thang phủ khắp pháp giới mười phương liền trong phút giây đó. Chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương, trời đã rồi.
bước một bước ngoài mười phương pháp giới mới là sự. Tức là bây giờ giới thế gian mình là phương Đông, là phương Tây, là phương Nam, phương Bắc nè, phải không? Là bốn phương rồi. Rồi Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là tám. Thượng phương, hạ phương tức là mười. Nhưng mà ông Tuệ Trung Thượng Sĩ của mình là chống gậy cái kịch cái là ra mười phương pháp giới này. Chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương, tức là chơi ngoài mười phương này chứ không phải chơi trong cái cõi này nữa. Thì chúng ta không có tính được qua mười phương thì có thể chúng ta còn ở trong này để chơi, đúng không? Nhưng mà ông cũng chơi tự tại đến mức độ là chống gậy một cái là thoát ngoài mười phương luôn. Tuyệt vời. Tới đây mới ra khỏi mười phương pháp giới này. Hoặc cao cao, nếu mà diễn tả trong trần gian trở lại á, thì cao cao giống như là gì? Hoặc cao cao trừ mây đỉnh núi, tức là những cái gợn mây nó vân du, nó phiêu bồng trên đỉnh núi, nó không có cái chỗ dừng trụ. Mặc dù nói là đỉnh núi đó, nhưng mà đỉnh núi cũng không có thể cao hơn mây, và nói mây đó thì mây cũng không có đứng lại chỗ nào. Hoặc sâu sâu trừ nước trùng dương, nước trùng dương nó có một cái đáy sâu mà cơ người ta không thể dò xét được. Nó chơi thì chơi tận đỉnh núi cao, và chơi tận dưới cái hang sâu, dưới cái đáy sâu của trùng dương đó, chứ không phải mà đi lơ lơ lửng lửng của mình trên cuộc đời này. Chơi vậy không có sướng. Chơi cái kiểu đại trung thượng sĩ đó mới là ngon. Đó là ra là khi mà mọi người có một cái cảm nhận này rồi á, thì thi thơ ca phú của họ nó trở thành tuyệt kỹ. Mà cái đầu bình thường thì chúng ta không có thể tưởng ra nổi. Chỉ có những người tới đây thôi, có những cái câu lời này thôi. Đó là những cái mà để chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta vong bật hết nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý rồi, không có sắc thinh hương gì chống pháp, không có khổ tập diệt đạo, không có Như Lai, không có tinh tấn, không có lục độ vân vân, tất cả những cái này không có, thì phút giây đó là chúng ta có đủ. Tức là một phen chúng ta không tất cả thì chúng ta có tràn ngập pháp giới này. Còn bây giờ mình có thứ này có thứ kia, tức là mình có trong cái rất nhỏ nhiệm của tâm thức. Tâm mình hiểu cái này là mình sở hữu một chút này, tâm mình hiểu cái kia là mình sở hữu một chút kia, tâm mình hiểu cái nọ là mình sở hữu một chút nọ. Chúng ta thương người này và người này thương mình thì mình sở hữu một người, đúng không? Chúng ta thương cái nhà thì chúng ta có được cái nhà, chúng ta thương cái xe chúng ta có được cái xe, chúng ta thương cái danh chúng ta có được cái danh, thương cái lợi chúng ta có được cái lợi. Tức là chúng ta thương cái gì, chúng ta quý cái gì, chúng ta chấp cái gì thì chúng ta chỉ có bao nhiêu đó. Dù chúng ta có được hết cái pháp giới này đi cũng có một chút siêu, không thể là có cái mênh mông kia được. Và như vậy là mỗi người mà tới cảnh giới này một phen không tất cả những cái đang có thì họ liền có cả pháp giới mười phương. Đây là điều đặc biệt. Và cái kiểu mà sống của họ, mà chúng ta phải dùng cái từ thế gian chút là giống như phiêu phiêu phưởng phưởng trần gian nè. Cuộc đời của họ nó giống như mây trôi, như nước chảy, không hề có một cái chỗ dừng trụ được, và không ai có thể nắm mây đứng lại được. Và cũng không ai có khả năng cột họ đứng lại được. Dù là những cái bẫy rập của cuộc đời, họ đủ sức để thách thức, phải dùng cái từ như vậy, thách thức hết luôn á, cũng không thể đứng lên được, cũng không thể dính lên được. Có rất là nhiều cái bẫy rập để cột trói họ, từ cái chuyện tiền tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, sắc đẹp vân vân. Tất cả những cái đó gần như trở thành một cái loại bẫy rập buông phủ cái cuộc đời của họ. Đang ở trong lưới đó nhưng mà không kẹt trong lưới được. Đây là điều đặc biệt của người ngộ tánh. Cho nên có những khi mỗi người bình thường mà nhìn những cái vị mà có một cái chiều sâu tâm linh, họ đi trong trần gian này á, người ta có thể hiểu lầm. Đó, tại sao ông thầy đó thấy ông tu hay quá, bữa đó thấy ông có vô quán ăn mặn, ông tu hay quá, bữa đó tôi thấy ông đi chơi chung với người khác phái, ông tu hay quá, và sao tôi thấy ông cũng có tiền, có bạc, rồi ông cũng có nhà đẹp, có cái này cái kia kia nọ, không khác người thế gian. Thực sự là không hề khác. Nhưng mà không bao giờ trong đó có thể cột lại được. Đó là một điều rất là đặc biệt. Tức là sau khi đó con người này gần như tơn trục hoàn toàn, lăn lông lốc giữa trần gian này không có chỗ dừng lại được. Và chạm đâu thì liền tan biến tới chỗ đó. Đó là một con thu đặc biệt. Mắt vừa chạm sắc liền biến thành bồ đề, tai nghe tiếng liền biến thành bồ đề. Nhưng mà họ không nói ra thôi, họ giả bộ cũng sống trầy trầy giống như mình, họ cũng cười cười, họ cũng vui vui, họ cũng khóc khóc nữa, nhiều khi họ khóc cũng trời đất không ai cản được. Nhưng mà không bao giờ có cái chuyện dính lại, đây là một điều rất là đặc biệt. Tới cảnh giới này rồi chúng ta mới thấy là cái khả năng kỳ diệu của tự tánh nó hoạt dụng, nó làm cho cái cuộc đời chúng ta biến chuyển. Còn không tới đây chúng ta hiểu chúng ta còn nguyên đó, có dụng công cỡ nào để nữa chúng ta vẫn còn nguyên mình như cũ. Nhưng mà mọi người tới cảnh giới này rồi á, là thành con người khác.
Và rõ ràng là Phật sanh chúng ta ra lần hai. Chúng ta trở lại đây là con của Phật thật sự rồi, lúc này mới thật sự là Phật tử. Chứ còn bây giờ chúng ta quy y chưa chắc là Phật tử chân chánh. Tới đây mới được gọi là thật sự là Phật tử, là con của Phật, được Phật sanh rõ ràng luôn á. Từ pháp phần của chư Phật sanh ra. Và rõ ràng là họ đi vào pháp giới để họ học trở lại á, nhanh vô cùng. Tất cả mọi điều họ đều soi thấu tới bề sau của nó hết, không lầm, không lầm. Đối diện với tất cả mọi cái đều thấu hiểu, không lầm. Đến cái phần kế tiếp, cái đoạn 2 là chỉ Như Lai tạng đều tức tất cả. Đây là cái phần đối nghịch phần trước. Tức là Như Lai tạng nguyên minh tâm diệu, tức là tâm, là không, là địa, là thủy, là quả. Tức là nhãn, là nhĩ, tỷ thiệt, thân ý. Tức là sắc, thanh hương, vị, xúc pháp. Tức là nhãn giới, như thế cho đến ý thức giới. Tức là minh, tức là vô minh, tức là hết vô minh, tức là hết minh. Như thế cho đến tức là lão tử, hết lão tử. Tức là khổ tập, diệt đạo, tức là trí, tức là đắc. Tức là bố thí, tức là trì giới, tức là tinh tấn, tức là nhẫn nhục, tức là thiền định, tức là trí huệ. Là đến đời bờ bên kia, như thế cho tới tức là Như Lai ứng cúng chánh biên tri, tức là Đại Niết Bàn, tức là bốn đức thường lạc ngã tịnh. Do đó đều tức là các pháp thế gian và xuất thế gian. Ở đây tại sao chúng ta thấy là sau khi cư sĩ Hòa Lư chúng ta nói tới bốn cái câu nào ngờ mới được truyền y bát, đúng không vậy? Đầu tiên lục tổ bài năng chúng ta là xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ, thì tiếp tục giả gạo 8 tháng nữa. Nhưng mà đến hồi cũng nghe lại bản kinh Kim Cang đó, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Và cái câu mà nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, tức là tức này nè, không còn là ly như hồi trước, không còn là không phải như hồi trước, không còn là phi như hồi trước nữa, mà là tức. Thì vậy là tự tánh của mình, tức là sắc, là thanh, là hương, là vị, xúc pháp. Tự tánh của mình là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Tự tánh của mình là nhãn giới cho tới ý thức giới. Tự tánh của mình là vô minh, là hết vô minh cho tới khổ tập diệt đạo. Tự tánh của mình là lục độ ba la mật. Tự tánh của mình là niết bàn. Và tự tánh của mình là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, vân vân. Tự tánh của mình là thế gian và xuất thế gian, thì mới trọn cái con mắt của đạo. Còn nếu ai thấy một phần, cho nên đạo nó sẽ không còn sống động nữa. Nếu chúng ta thấy toàn bộ cái pháp giới này không có, không còn, mà nhiều người không đủ phước á, công phu tu hành của chúng ta cũng có khả năng tới cái chỗ không này luôn, tới cái chỗ không này, nhưng mà trụ dài lâu trong cái không này ghê lắm. Một đoạn họ muốn làm phước, thậm chí thuyết pháp cũng không có còn, và độ sanh hoàn toàn vong bặt trong giai đoạn đó. Họ muốn làm gì hết, rớt vào cảnh giới là gần như không muốn làm gì luôn, và không lợi ích được quần sanh. Nhưng mà khi một hành giả đã tới cảnh giới này thì họ sẽ đi làm tất cả những cái việc của thế gian mà không hề dính mắt. Cho nên một người, một vị tổ mà chúng ta nhắc đi nhắc lại hoài cái câu của Ngài, một người có đủ trí tuệ Phật đạo, một người ngộ thiền mà đủ tư cách để có thể làm thầy trời người ấy, đó là Tổ Nguyên Sơn. Tổ Nguyên Sơn cái câu này chúng tôi hay nhắc là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, dạng hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Tức là cái chỗ thực tế kia là một pháp trần nhỏ nhiệm cũng không dính được với nó. Nhưng mà cửa dạng hạnh này đi ra đường rớt một cọng gai nhỏ chúng ta cũng phải lụm. Đi đường có một chút rác dơ chúng ta cũng phải dẹp. Một chuyện nhỏ chúng ta cũng không thể bỏ qua. Cười một cái để cho người ta vui chúng ta cũng phải cười. Nói một lời an ủi để cho họ an lòng chúng ta phải làm. Tất cả những cái công hạnh nhỏ nhiệm mà làm lợi lạc cho quần sanh, không có chuyện gì người này bỏ qua hết. Thì người này mới là cái người hành đạo thật sự. Còn tới cái cảnh giới kia thì chưa được truyền y bát. Vì thấy xưa nay không có một vật không thiện, không ác, không đúng, không sai, không niết bàn, không sanh tử. Như người này ngược lại thấy có thiện, có ác, có niết bàn, có sanh tử, vân vân, như người bình thường hay là khác. Chúng ta phải xác định lại điều này. Khác hay là như người bình thường? Hoàn toàn khác
nội dung hoàn toàn khác. Chữ nghĩa thì cũng như vậy, cũng có niết bàn, cũng có sanh tử với mình. Với mình để chi? Để tạo thành cái phương tiện giúp đời. Chứ còn niết bàn thật và sanh tử thật với mình hoàn toàn không có. Mặc dù ngôn ngữ là mình nói có niết bàn, ngôn ngữ là mình nói có sanh tử, với cái người còn đang lầm mê sanh tử để dẫn dắt họ thôi, tức là bắt đầu phương tiện để độ sanh, thì họ sẽ đi vào tất cả những cảnh giới của thế gian này, không bỏ sót cảnh giới nào. Không có cái gì mà họ ngần ngại không dám học, không có cái gì mà họ ngần ngại không dám tới. Địa ngục mà người này không dám tới chưa phải là người ngộ đạo thiệt. Ngạ quỷ mà không dám xuống sống chung với nó chưa phải là người ngộ đạo thiệt. Một vị Bồ Tát mà ngộ đạo rồi á, mà từ chối địa ngục không dám tới, từ chối ngạ quỷ không dám tới, từ chối súc sanh không dám tới, thì người đó chưa có đủ cái tuệ giác, vì sợ bị nhiễm. Nhưng mà thấy tới rồi là không còn đường để nhiễm nữa. Cho nên là dạo địa ngục như dạo hoa viên mà chơi thôi, không phải là chỗ ràng buộc của mình. Xuống địa ngục nhưng mà là dạo chơi, chứ không phải vì nghiệp bị xuống địa ngục. Xuống ngạ quỷ là dạo chơi để độ sanh, chứ không phải là bị vì nghiệp mà tới chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy những người mà thật sự tự tại, họ đi tới cảnh giới nhiễm á, thì chúng ta phải bình tâm mà ngắm nghía họ, họ tới đó để làm gì, và phải theo dõi cho thật đúng giùm. Chứ đừng thấy họ bước vô đó là coi như mình đánh giá họ là tiêu à, không được. Chúng ta coi chừng đánh giá lầm. Rồi không phải là họ nghịch hạnh, chưa tới cái chuyện tới khu nghịch hạnh, nhưng mà khi mà họ tới cảnh giới này á, là họ phải soi thấu tất cả các pháp thế gian, phải đi vào tất cả các cảnh giới của từ thế gian cho tới Phật đạo, phải trải qua hết những cái gì đã có trong trần gian này người này tới. Và rõ ràng là trơn tru trùng trục, phải dùng cái từ vậy, nó không có cái chỗ nào có thể là tạm dính lại được với họ. Nhưng mà với chúng ta những cái chuyện mà mong manh chút xíu là chúng ta tháo không ra. Và rõ ràng cái người mà chưa tới cảnh giới này, dù có cố tháo gỡ một cái chuyện nhỏ thôi, một lời nói nặng của người khác chúng ta tháo không được, một ánh nhìn khó chịu của người khác chúng ta không có quên được, một cái nụ cười khinh bỉ của người khác chúng ta không quên được, cái kiểu đi cà chớn cà giật của họ mình cũng khó chịu nữa. Mình bị dính đủ kiểu hết rồi. Nhưng mà người kia thì hoàn toàn, nó hoàn toàn trơn trượt những cái chuyện đó với họ, nó không có là vấn đề. Và thậm chí cả cái chuyện chết của cái thân này hàng triệu triệu kiếp không có là cái gì hết. Cho nên nếu mà chúng ta nói là cái chuyện mà chết chóc đó, ví dụ như trong cái thời điểm mình gần đây này, là những cái dư luận, những cái thông tin đại chúng nói cái chuyện mà cái quả địa cầu mà nó tới rồi. Nó tới rồi, tới sắp sửa tới cái thời tận thế rồi. Thì có những cái kiểu mà tu tập thế này, tu tập thế kia, tu tập thế nọ, dẫn dụ người ta phải đi theo để mà nếu mà theo tôi thì sẽ được bảo đảm khâu khi chết được cái gì, nó bày đủ thứ cái chuyện của trần gian này hết rồi. Và thực sự bây giờ ngồi hỏi lại, ai cũng sợ sắp tới tận thế hết đó, đúng không? Cũng sợ chuyện này đấy. Nhưng mà với cái người thấy đạo lý đúng, người hiểu đúng thôi, chưa phải là cái người ngộ tới cái tầng này nha. Tôi nói là cái tầng của cái người hiểu đúng thôi, một người Phật tử hiểu Phật pháp đúng thôi, thì sẽ rất là yên tâm với cái chuyện quả địa cầu này. Vì sao vậy? Ví dụ như quả địa cầu này có nổ tung cái là mình phải chết, đúng không? Chắc chắn thôi chứ không ai sống được rồi. Nhưng mà chết cái đó là chết cái gì? Chỉ chết có một cái thân sắc quẩn thôi. Còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn còn nguyên cái đó. Thọ, tưởng, hành, thức nó không có lệ thuộc trong cái cõi này. Cái thân sắc chất sử dụng cái vật chất trong cái cõi sắc này, và chúng ta còn tồn tại trong mấy chục năm đó. Nếu mà chúng ta thấy cái sắc này là thật thì chúng ta lo lắng, sợ hãi. Nhưng mà cái thọ, tưởng, hành, thức nó không bị lệ thuộc trong cái cõi này. Nó có nổ 8 triệu cái quả địa cầu này đi nữa thì nó vẫn còn nguyên. Và cái chuyện mà sợ hay không là chuyện này nè, tức là chúng ta đang chứa trong cái thọ tưởng hành thức mình là cái gì. Nếu là chúng ta chứa thiện thì quả địa cầu này còn nguyên, sau khi chết mình cũng xuống địa ngục mình chơi ở dưới, chứ mình không có chạy đâu được, đúng không? Xuống chơi, xuống dạo chơi rồi mình đi lên cõi tốt. Còn nếu mà tâm mà chúng ta chứa đầy cái ác này á, quả địa cầu này có còn thì chúng ta xuống dưới bị nghiệp lôi, rõ ràng. Bây giờ quả địa cầu này có tồn tại hàng tỷ tỷ năm nữa đi, mà trong tâm chúng ta tràn ngập cái thiện đó nó cao hơn cái cõi người, cho nên mình chết mình cũng không được quay về đây, mình ở cái cõi kia rồi, không biết là cõi nào phải cao hơn cái cõi này. Ra ngoài cái cõi địa cầu này còn rất là nhiều cái hành tinh, những cái hành tinh, những cái ngân hà có đầy những cái sự sống,
ngoài quả địa cầu chúng ta. Quả địa cầu chúng ta là giống như một cái hạt bụi giữa cái sa mạc mà thôi, chứ chẳng có gì lớn lao. Nhưng mà cái tâm chúng ta chưa ra khỏi cái này, mình thấy quả địa cầu này lớn lắm, bây giờ mình lo làm sao cho nó, mình sợ tận thế nổ cái là mình không biết mình đi đâu về đâu. Rõ ràng cái hoang mang không biết đi đâu về đâu đó là cái cần phải nhắc nhở. Nếu như bây giờ cái tâm chúng ta ngang đây á, mà cái thiện chúng ta đủ để ở cõi trời, thì quả địa cầu này còn nữa, mình chết mình cũng về cõi trời, mình ở đâu ở đây nữa làm chi, đúng không? Nhưng mà cái tâm chúng ta đủ ác để xuống địa ngục, thì quả địa cầu này còn chúng ta cũng xuống dưới, mà quả địa cầu này có nổ chúng ta cũng xuống dưới không chạy đâu được hết á. Thành ra cái chuyện mà chúng ta rời khỏi quả địa cầu này hay là ở trong cõi quả địa cầu này là phải coi lại cái tâm của mình nó đang ở đâu, có đã lo là lo mình đang ở cái tầng tâm nào. Bây giờ cái thiện tâm chúng ta đủ rồi thì chúng ta tự động rời cõi này, đúng không? Chỉ có những người mà họ không biết đạo lý gì thì thực sự lo cho họ, tại họ rất là hoang mang, tại họ thấy là cái chuyện cái thân này quá thiệt đi. Chết thân này rồi mình không biết mình ra làm sao, mà thân này từ xưa giờ đang bu bám trong cái quả địa cầu để ăn, để sống, để ngủ ở đây, mà giờ quả địa cầu này nó nổ tung cái mình cũng không biết mình ra cái gì. Thì đó là một sự hoang mang thật sự. Thật ra khi mà mọi người hiểu biết đạo lý rồi là trái đất này có nổ hay không, chuyện cũng bình thường, không có gì để lo lắng. Đó là một cái sự thật, đó là có sự vận hành của pháp tướng thành trụ hoại không, quy lực của nó là như vậy. Cho nên khi nó hình thành, khi nó dừng trụ, khi nó hư hoại và khi nó biến thành không, là mình phải có cái trí tuệ để mình thấu hiểu nó. Đó là sự thật phải diễn ra. Dù chúng ta có lo hay không lo thì chuyện đó nó cũng nổ chứ đừng có nghĩ là cái đầu chúng ta có thể giữ được quả địa cầu này không nổ là chúng ta sai lầm. Không ai có đủ sức để có thể sửa lại được thiên nhiên, không ai có đủ sức để sửa lại cái sự vận hành của vũ trụ này. Vận hành vũ trụ này nó phải tới là cái thành, nó sẽ trụ một đoạn, nó sẽ hoại một đoạn và nó sẽ biến thành không. Đó là cái vận hành chung của vật chất rồi. Thì chúng ta phải hiểu đó là cái sự vận hành của nó. Đừng có đem cái đầu vô can thiệp cho mất thời gian. Thời gian để can thiệp những cái chuyện đó thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị nâng tâm thức của mình lên đi. Để cái tâm mình nó ngang tầm với những cảnh giới cao hơn bây giờ. Thì mình có bỏ cái xác này đi nữa thì mình ở cảnh giới cao hơn, không thèm mang cái xác này nó nặng nữa. Không, có những cảnh giới mà không mang thân mà cao hơn, nhẹ nhàng hơn, thanh tịnh hơn, thư thái hơn, tại sao mình không chọn? Cứ bám 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 quả địa cầu này, bu bu ở đây này, muốn giữ cho nó đừng có nổ để mình được sống lâu, để tiếp tục sanh tử nữa. Đó là một cái nhìn rất là hạn hẹp. Mà vậy mà có những cái vị mà nó đem cái chuyện này ra bày đủ trò để mà làm cho chúng dân hoang mang, nói tới cái chuyện là sắp tới sẽ như thế này, sắp tới sẽ như thế kia, sắp tới sẽ như thế nọ, để cho thực sự là giờ quần chúng rất là hoang mang trong cái chuyện này. Chứ gì vậy? Làm cái gì? Lợi dụng người ta đừng tới chùa. Bây giờ nếu mà trước tới là quả địa cầu nó nổ mà không đi chùa tôi là coi chừng nó không ai rước, chết Phật không rước đâu. Phải theo tôi làm kiểu này chết Phật rước, theo tôi làm kiểu ra chết Phật rước, phải làm cái kiểu này mới được, sau khi chết được cái gì. Rất là uổng phí cái thời gian cuộc đời của người ta, tội cho mỗi số người không hiểu biết. Bây giờ phải làm sao để cho cái trí tuệ Phật đạo của họ được phát sinh, để họ thấy rằng cái việc sanh tử này là do cái cấp độ tâm thức của chúng ta. Và cõi này thực sự Đức Phật đã nói cách đây mấy ngàn năm rồi. Trong bản kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật đã nói rồi mà, không? Quốc độ vô thường, tức là cái cõi quốc chúng ta nó đã vô thường, Đức Phật nói rồi. Quốc độ nguyên thí nè, không bình yên, luôn luôn có đủ thứ chuyện xảy ra. Tứ đại khổ không ngủ ấm vô ngã, Đức Phật đã nói từ xưa rồi. Cái cõi quốc đức này Đức Phật đã nói từ xưa rồi. Thì người học Phật đến giờ phút này á, khi mà những cái chuyện xảy ra của thiên nhiên, những cái thay đổi biến động của địa cầu, và thậm chí dẫn tới một cái chuyện gì trong tương lai nữa đi, thì nó nói lên cái điều gì? Nó khẳng định cái quy luật hình thành thành tựu hoại không theo luật vô thường của pháp giới này. Nó chứng minh được những cái điều Đức Phật nói. Thì vậy là để chúng ta hiểu được cái chuyện sanh tử sắp tới, và cái thân xác này nó không còn là cái gì quan trọng. Nếu chúng ta thật sự quan trọng cái thân này, thật sự quan trọng cuộc đời này,
thật sự quan trọng những vật chất mình đã cực khổ mấy mươi năm mình tạo ra. Bây giờ nó nổ tung cái là tiêu hết. Chúng ta lo lắng, chúng ta chấp trước những cái mà chúng ta đang gầy dựng, đang tạo tác. Chúng ta đang chấp thủ những cái đó cho nên mình lo. Và thực sự những người nào mà từ trước giờ đã từng nghe tôi nói á, thì có lần chúng tôi có nói là những cái tâm chấp thủ nó sẽ sanh cái gì? Nó sanh những cái loại thấp hơn loài người, là loại thú. Và cái nghiệp nặng nhất á, mà chúng ta thường gặp, chúng ta hay nuôi trong nhà là cái nghiệp của con chó. Cái nghiệp giữ của, giữ của nó, bây giờ nó sanh ra đời sau nó giữ của cho người khác. Cái nghiệp giữ của luôn luôn xảy ra những cái loài thấp. Cho nên chúng ta chấp thủ vật chất là coi chừng. Đó là những cái nghiệp quả để chúng ta phải đi xuống. Và chấp thủ thân tâm sẽ làm chúng ta biến loạn trong cái giai đoạn này. Cho nên chúng ta phải nhìn lại và phải biết được cái chuyện chết của mình. Nó chỉ chết có cái thân sắc quẩn thôi, thọ tưởng hành thức còn nguyên đó. Còn nguyên đó. Và tùy theo cái mức độ tâm của chúng ta hiện có mà chúng ta sẽ tương ưng với một cõi giới mới. Nó giống như bây giờ mình ở vùng quê mình nghèo. Dù mình có khả năng, mình có tiền bạc, mình có thể đi tới thành thị mình ở, vậy thôi. Nhưng mà người không có khả năng, không có tiền bạc thì cứ ở hoài cái vùng quê. Thì những người mà chấp cái cõi địa cầu này giống như mấy cái người nghèo kia, không có khả năng, không có tiền bạc thì không thể đi đâu được. Bây giờ cái vùng quê của mình nó cứ tiếp tục nghèo, làm ngày, cứ làm ngày nào đủ cơm ngày đó, không có thể hơn được. Không làm sao hơn được. Giống như cái cõi của mình nè, cõi người của mình đây nè. Những người mà không có cái hiểu biết Phật Pháp thì không biết là sau khi chết nó đi được lên cao hay là xuống dưới thấp. Mà rõ ràng cũng không đi được, rồi cứ bám chấp cái thân xác này, bám chấp cái quả địa cầu này. Cho đây là cái chỗ tột đỉnh của cái đời sống đời người rồi. Cho nên là lại làm mọi cái để mình giữ được mình, đừng bị hoạn nạn trong cái sắp tới, tai nạn gì xảy ra, là giữ được quả địa cầu bình yên để mình sống được hết cái đời của mình, để mình hưởng được hết những cái của mình đã tạo. Đó là những cái dạng mình thấy thấp thổi, thấy nó thấp, và cái thấy đó sẽ làm cho mình cuồng loạn. Chứ còn sanh tử nó là cái chuyện hết cái thân này thôi mà. Chết cái thân sắc chất thôi, chứ thọ tưởng hành thức nó còn. Chúng ta mang cái đó đi cõi khác. Bây giờ chúng ta phải làm sao để cho cái vốn đó nó được nhiều lên. Tức là cái vốn nhân quả, nghiệp báo chúng ta nó phải giàu có và sung mãn lên đi. Lo cái vốn này hơn là cái vốn tiền bạc của xã hội. Thì rõ ràng bây giờ nếu mà chúng ta có đầy ắp cái tiền bạc thì lúc này người nào mà nhiều tiền thì người đó lo nhiều á, tôi biết như vậy. Tại nó sắp nổ rồi, ai cũng lo đó. Nhưng mà mỗi cái người nhiều phước báo là họ càng vui, họ không lo. Thì biết chắc là cái phước của mình nó không có còn tồn tại cõi người nữa. Sau khi bỏ cái xác này một cái là mình đi lên đến cõi cao hơn liền, sướng gần chết, đang chờ đợi để đi nữa. Nhưng mà người kém phước là phải lo. Lo để chúng ta có cái phước hơn bây giờ. Để khi mà chúng ta chết chúng ta hơn cái cõi người. Đó là cái mình cần làm. Cho nên là khi mà chúng ta biết được những cái biến loạn, những cái sự dao động của quả địa cầu của chúng ta, những cái thiên tai quả hoạn sắp sửa xảy ra trong quả địa cầu, mà chúng ta chuẩn bị để cho mình lớn cái phước mình lên giùm, đó là cái chuyện chính, đừng có lo chuyện khác nữa. Đừng có dư thời gian để lo chuyện khác nữa. Thì có những cái nó xảy ra chúng ta không ngờ được trong tương lai. Thì khi cái chuyện bất ngờ xảy ra với mình á, mình có chuẩn bị hay là không chuẩn bị đi nữa thì cái phước nó cũng theo mình để dẫn mình đi trong sanh tử sắp tới. Phước và quả nó sẽ theo chúng ta. Do đó mà có thiện tâm chúng ta lớn, phước báo chúng ta lớn thì thật sự là mình không muốn chờ đợi. Nhưng mà nếu nó bất ngờ xảy ra với chính mình thì mình cũng theo cái phước mình mà mình được thăng tiến. Còn nếu mà cái phước chúng ta kém, cái nhân quả xấu chúng ta nhiều thì chuyện bất ngờ xảy ra thì ông Phật có kéo mình lên mình cũng bị rớt xuống à. Mình cũng gỡ tay để mình xuống mình trả cái nhân quả. Cho nên là chúng ta không có lo cái chuyện thành hoại của cái quả đời cầu nữa, mà lo coi cái phước mình bao lớn cái nữa. Tự ngồi lại kiểm tra coi hiện tại mình đủ cái vốn đi về tới đâu rồi. Đủ vốn về tới Tây Ninh hay là về tới Tây Phương. Tới đâu, tới hướng nào, là chúng ta phải kiểm tra cái túi vốn của mình, cái phước báo của mình cái đó. Chứ đừng có chờ đợi, thật sự là đừng có lo lắng để mất thời gian, mà chúng ta phải tích cực làm. Bây giờ ví dụ á, người ta từ lâu chúng ta nói là những cái mức độ của thiền định á,
cao thấp, nó sẽ nâng cái tầm sanh tử chúng ta cao thấp. Ví dụ như chúng ta tu thiền đạt tới ngang cái mức sơ thiền ly sanh hỷ lạc, có nghĩa là một phen mà đối với tiền tài vật chất danh vọng ăn uống ngủ nghỉ với chúng ta hoàn toàn vong bật ở nơi tâm của mình một lần, thì một lần đó quý vị sẽ nghe một cái cảm khái vui tươi an lạc nhẹ nhàng với chính mình xảy ra, một cái niềm hạnh phúc khác thường với từ trước tới giờ mình có. Ví dụ như trước giờ mình có tiền cái mình vui, có danh mình vui, có người đẹp bên cạnh mình vui, có ăn uống ngon mình vui, có ngủ nghỉ ngon mình vui, thì những cái vui đó là những cái rất tạm thời. Một phen tất cả những cái tài sắc danh thực thì mà nó mất ở nơi tâm của mình á, mình có một cái vui khác, cái vui đó không phải của cõi phàm, cao hơn cõi người, là chúng ta đã ở cái cõi trời đầu tiên của trời dục giới liền, rời khỏi cõi này liền. Thì 80 triệu cái quả địa cầu này nó có tiêu nó cũng dính dáng gì mình, tại vì mình đã ở cõi khác rồi. Mặc dù đang ăn uống ở đây nhưng mà tâm chúng ta đang ở cái cõi cao hơn cõi người rồi. Thì bây giờ đến cái duyên cái thân này phải hoại, thì cho mày hoại một cách nhẹ nhàng để mình tới cõi cao hơn. Đó thì ra là ít lắm á, thì mỗi người Phật tử chúng ta phải tu tới cái cảnh giới này dùm. Chúng ta tu đúng với cái cảnh giới mà tiền tài, vật chất, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ nó không còn trói cột mình lượng một lần trong trần gian này dùm tôi cái. Một lần thôi, không cần nhiều đâu, là chúng ta thoát khỏi cõi người này liền. Còn nếu mà công phu tu hành chúng ta mà chưa được một lần như vậy là biết rằng chúng ta còn ở là cõi người và tiếp tục sanh tử ở cõi phàm nữa. Chúng ta phải bước những cái bước căn bản đó để rời khỏi cõi người bằng công phu tu tập của chính mình mới được. Thế đừng có ngồi lo sợ mất tiền mất của nữa. Mất vị trí mấy cõi trên là cái đáng lo hơn là mất tiền mất của trần gian này. Ông trời cũng dành cho mình mấy cái ghế trên mà không chịu lên, để coi chuyện chậm chậm là người khác lấy ngồi đó mà không lo. Thế cho nên chúng ta phải tu tập sao, một phần là chúng ta có cái phước báo lớn hơn bây giờ, một phần là cách chúng ta có được cái thiền định cao hơn bây giờ. Ví dụ như bây giờ mà chúng ta không có đủ cái sức công phu để đạt được sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền á, thì chúng ta phải có một chút bình tĩnh. Chính cái bình tĩnh này mà cái cận tử nghiệp của chúng ta khi xảy ra, tức là khi mình chết á, mình bỏ thân mạng này á, thì mình đủ cái tỉnh để mình lựa cái cõi nào. Mình lựa bây giờ là mình chết rồi, có một cái cõi kế ở đây nó cao cao hơn cõi người một chút, và rõ ràng mình cũng đủ sức tới đây thì mình tới đây mình chơi ở đó vậy, dài trong năm chơi cho nó vui với người ta, không cần cõi này nữa. Thì ít ra là chúng ta phải có một chút công phu đó, mà cái người có công phu mới có đủ định tĩnh. Cho nên là ít nhiều gì trong số Phật tử chúng ta mà sau khi học đạo là chúng ta phải tập ngồi thiền, tập tụng kinh, tập trở lại với chính mình để nó tạo được một cái nội lực. Mà khi chúng ta ngồi đối diện với mình để mình lướt qua được một số tham tâm, sân tâm của mình á, thì từ từ mình sẽ có được một cái nội lực. Và khi nội lực đó nó đủ lớn ở nơi tâm mình á, thì tới cái phút cuối cuộc đời của chúng ta là chúng ta rất là bình tĩnh, và bỏ cái thân này chúng ta rất tỉnh để chúng ta chọn lựa cảnh giới. Còn nếu không mà mình bị dao động và bị cuốn theo nghiệp. Người có định lực sẽ không bị nghiệp lôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta từ trước đến giờ chúng ta là cái người mà quen hút thuốc thôi, không? Tức là một điếu hạ rộng, điếu động quang, tức là rớt xuống điếu lụm lên điếu, nó thành một cái thói quen vậy rồi. Và bây giờ nếu mà vắng 5 phút mà không có điếu thuốc là chúng ta rất là khó chịu, tức là chúng ta bị nghiệp nó hành hạ mình. Nhưng mà khi một người thiền định có định lực rồi á, một tiếng đồng hồ không có nó không tỉnh, có hay không chuyện nó không quan trọng. Mặc dù chúng ta chưa phải là cái người bỏ thuốc hẳn, nhưng mà có những cái phút giây thiền định nó làm cho nội lực mình nó vững rồi á, thì một tiếng đồng hồ không điếu thuốc không sao, không có gì hết, cũng bình thường. Nhưng mà người không có nội lực 5 phút thôi là đã nghe khó chịu rồi. Nếu mà mò túi mình không có thì vô tiệm mua, vô tiệm mua không có phải xin ông bạn nào đó không có phải gì đó lụm thuốc dán bắt đầu hút tiếp. Nếu chúng ta còn không có định lực là chúng ta sẽ bị cuốn liền. Thế cho nên là ít ra chúng ta phải có một chút nội lực để tự giữ vững mình trước những cái chao đảo của cuộc đời này, và phải có thiền định thật sự. Thành ra là cái thân có bệnh hay là không bệnh, thân có chết hay không chết, bắt đầu từ từ những cái nội lực đó nó sẽ củng cố lại được cái đời sống của chính mình, làm cho mình vững vàng và phát triển hơn. Thế nếu không là chúng ta sẽ bị dao động suốt.
Đó thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học tới hết cái đoạn này để chúng ta sẽ dừng lại. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Thì đoạn này á, chúng ta nhắc lại là có hai mặt của Như Lai Tàng Tâm. Mà khi người nào mà nhận rõ được hai mặt này thì người đó mới có đủ trí tuệ Phật Đạo. Tức là thấy tất cả những cái gì của trần gian này, từ mắt tai mũi lưỡi thân ý, từ sắc thân hương vị xúc pháp, từ nhãn giới cho tới ý thức giới vân vân, tức là thập bát giới, thập lục nhập mà, thập nhị nhập, rồi thập bát giới, rồi lục độ ba la mật, tứ diệu đế, vân vân, tất cả những cái đó đều không có trong Như Lai Tàng Tâm. Trong Như Lai Tàng Tâm là tuyệt đối những cái này không có. Và chính vì không có tất cả mọi cái mà tròn đủ tất cả mọi cái này, tức là cái phi và cái tức. Một lần chúng ta thấy phi trước, cho nên đó là Thiền Tông cũng có hai cái dạng khai thị của các vị á. Hồi xưa chúng ta học thiền trong lịch sử là thiền một cái thời mà nổi tiếng của hai vị mà thiền sư, một là Ngài Đơn Hà, hai là Ngài Mã Tổ. Thì khi mà Ngài Mã Tổ ở Ngài Đơn Hà tới cầu pháp với Ngài Mã Tổ, thì lúc vừa tới gặp Ngài Mã Tổ thôi, vừa lột cái nón ra, thì Ngài Mã Tổ biết rằng cái cơ duyên của Ngài Đơn Hà học Phật chỗ khác chứ không phải chỗ của mình, liền mời đi qua đạo đàng bên kia. Thì khi qua đạo tràng bên kia, dở nón ra, vị thiền sư bên kia thấy chấp nhận liền. Thì bên phía cái ngày Mã Tổ là một cái dạng mà tổng hợp. Tức là khi đến mà lột nón ra, tức là cái công phu, thấy rõ cái tâm thức, một cái loại công phu mà nó lột bỏ. Chứ không phải là một công phu tổng hợp. Cho nên mới nảy vào vị khác. Thật ra khi mà một cái người học đạo á, chúng ta có hai con đường để đi vào thiền định và hai con đường để giải thoát ngoài tam giới này. Một con đường giải thoát là bằng thiền định và một con đường là bằng cái nhận định của trí tuệ. Mà khi trí tuệ chúng ta nhận định mọi cái là không á, thì nó cũng tan biến hết tất cả những chấp trước của mình. Nhưng mà khi mỗi người nhập định đã đạt tới cảnh giới không á, thì cũng tan biến hết cái ngã chấp của mình. Hai cái con đường này nó rõ ràng. Cho nên đó là trước sau gì thì tất cả những hành giả đều phải tới cảnh giới không trước. Tới cảnh giới không tức là cảnh giới phi á. Nên là Như Lai Tạng không có cái này, không có cái kia, không có cái nọ, là phải không hết tất cả mọi cái một phen trong đoạn đời tu tập của mình. Và sau phi thì nó thành tức. Ngay khi phi được thì liền là tức. Nhưng mà phi không được thì không có tức. Phi không được là mình có một chút xíu, mình có miếng, có theo cái chấp nhỏ nhiệm của tự tâm mình thôi, mình chấp đâu mình có cái đó thôi. Nhưng mà khi mình đã hết đi tất cả những cái chấp, mình thành không lần, một lần trong đời mình, thì tất cả mọi cái là liền thành có. Tức là trong cái phút giây đó nó liền thành có. Nhưng mà có một số người họ không có đủ cái sức này, là họ ở cảnh giới không hơi lâu, ở cái chỗ không tất cả một đoạn, rồi họ thấy tất cả mọi cái đều có. Giống như ngày Lục Tổ Huệ Năng chúng ta, tức là hồi còn cư sĩ Hòa Lư thì khi ngộ đầu tiên là thấy tự tánh xưa nay không một vật. Và khi ngộ lần sau thì thấy sao? Tự tánh vốn tự tròn đủ, không thiếu cái gì. Thì vậy là một người học đạo mà đến đó mới được gọi là triệt ngộ. Thì Lục Tổ Huệ Năng tới phút đó mới được gọi là triệt ngộ, mới được nhận y bát. Còn nếu không là không thể nhận được y bát. Nên là hai bước của một hành giả tu tập là chúng ta phải bước qua cái cửa không trước. Cửa không trước. Và cửa không á, chúng ta thấy nó có một những cái trùng nhau, đúng không? Trong hệ thống đương điển đại thừa, bây giờ cái hệ Kim Cang cũng nói không, hệ Bát Nhã cũng nói không, mà kinh Lăng Nghiêm này cũng nói lại nguyên bản kinh Bát Nhã. Nhưng từ trước đến giờ chúng ta chưa nghe nói điều này, phải không? Kinh Lăng Nghiêm không có đụng gì tới Bát Nhã, mà thực sự là nguyên đoạn vừa rồi á là những cái ngôn ngữ trùng lấp với cái bài Bát Nhã Tâm Kinh luôn, chứ không phải là khác. Nếu mà chúng ta có nghe Bát Nhã Tâm Kinh thì chúng ta sẽ hiểu trở lại chuyện này. Thì ra là tất cả chúng ta
mà muốn thoát khỏi cái tam giới này thì phải có một cái lần chúng ta sạch sành sanh, không còn miếng mãi may nào nữa, cho tới một cái mãi may ngã chấp nhỏ nhiệm nhất chúng ta cũng phải tan biến để biến thành không một phen, và sau đó chúng ta sống trở lại với tròn đầy cái trí tuệ Phật đạo thì mình mới có thể bước ra ngoài tam giới này và có thể cứu thoát người khác thoát ngoài tam giới. Đó là cái đoạn mà Đức Phật nói trong cái đoạn kinh vừa qua. Thì bây giờ chúng tôi sẽ ngưng cái buổi nói chuyện ở đây. Rồi thôi chúng ta nghỉ ha. Nói gì chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thề đạo trong viên thành.